Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay có một số mã hàng được giảm giá này. Đấy, thì các bác cùng đón xem video nhá. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của bên em. Khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ giúp em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Để là các bác yên tâm mua hàng. Rồi, em đi vào cái mã hàng xả kho đầu tiên. Đấy, hôm nay bên shop về thêm cho bác cái mã đó là cái cây cưa này, đấy, cưa gốc đen trắng nhá. Cây này thì nó là dòng cưa cành, cưa gỗ các thứ rồi rất ok. Hàng thì của Nhật này, đấy, Kugu này, đấy, Technology Japan có nhá, đó rất ok luôn. Nó là dòng cưa lưỡi kép nhá, cưa cực kỳ ngọt và cưa rất là nhanh luôn. Đấy, và khi mà dùng xong thì các bác có thể gấp gọn và rất là tiện lợi, mang đi mang lại ok luôn. Sử dụng gia đình này, anh em làm vườn này, đấy, cưa cây cưa cành. Đấy, năm hết Tết đến rồi, các bác mua về để cưa cây, cưa cành các thứ như mình ok luôn. Đó, giá thì đợt này về cái lô mới này giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây cưa gấp đen trắng nhá. Nó có hai màu là màu đen và màu trắng này. Thì em gọi luôn sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Giá của nó bữa trước đang bán là 80k, hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 50.000 một cây thôi, 50k. 50k cho một cây cưa gấp đen trắng này. Quá là bình dân, hạt rẻ luôn. Đấy, bình thường là các bác mua những shop khác là đang bán 8-9 nghìn một cây đấy. Đấy, bên em đang xả kho bán này bác chỉ có là đi 50.000 thôi. Cái cây này thì chiều dài lưỡi của nó tổng thể vào là 30cm nhá, chiều dài lưỡi nó rơi vào là 30cm. Đây là các bác cưa nó rất ok. Cái phần tay cầm này nó có bọc một lớp cao su non chống con trượt này, và cái phần tay cầm nó cũng khá là dài nên khi mà các bác cầm cái cưa nó rất là có lực, cưa nó rất là dễ cưa nhá. Đấy, các bác cưa nó cầm nó rất là dễ cưa. Đấy, khi mà dễ cưa thì cưa nó rất là nhanh và nó rất là sắc bén. Hàng thì bao sắc bao dùng bác luôn, các bác yên tâm đi. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm. Chỉ có 50.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cưa gấp đen trắng nhá. Cưa gấp đen trắng. Giá đang gửi bác là 50k, hàng bãi Nhật cực kỳ ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn đấy bác. Mã hàng đó là cái bộ vít V38 của Đức này. Đấy, tiếp tục về cái lô mới và hôm nay em cũng cập nhật lại cái mức giá mới bác coi luôn. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 nhá. V38, bộ này là của Đức cơ nhá, của Đức. Sẽ gồm có là 38 chi tiết. Đấy, tô vít, tô đồ các kiểu ra. Giá bữa trước đang bán là 350.000, nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có là đi 260.000. Vào việc luôn nhá, 260.000 bao ship tận nhà bác luôn. Đó. Đây bộ mini tool này, mới nguyên hộp luôn. Tổng bộ này sẽ gồm có là 38 chi tiết nhá. Đấy, bao gồm là những cái chi tiết là đầu khẩu này, rồi là đầu vít này, pH này, rồi là đầu cộng, đầu trừ, đầu sao hoa thị này, rồi là những cái phụ kiện đi kèm đầy đủ trong một chiếc hộp này. Đấy, các bác mua về sử dụng này, xoáy chiếc các thứ đồ đạc nhà mình quá ok luôn. Rồi anh em thợ thuyền dùng bộ này thì quá uy tín rồi. Đây, hàng của Đức nhá, made in Germany. Đó. Trên này là những cái đầu vít này. Đấy, trên này là những cái đầu vít để về các bác xoáy các loại ốc luôn. Đấy, hoa thị này, lục giác này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu u đĩa có đủ cả luôn. Thanh nối dài. Thanh này là một cái thanh bẻ cong để các bác xoáy những phần góc khuất nhá. Đấy, các bác xoáy những phần góc khuất thì các bác dùng cái thanh này để các bác xoáy này, rất tiện dụng luôn. Dưới này thì là những cái đầu khẩu nhá. Đấy, dưới này là những cái đầu khẩu, một cái cây tô vít này có thể bị ở góc này. Đây là cái phần tay lắc này. Đấy, tay lắc này có phần đảo chiều nhá. Tay lắc có đảo chiều các thứ đảo đồ bác ok luôn. Đấy. Rồi là đây là cái cây vít chính này. Cái cây vít này cũng rất là hay. Đấy, cây vít này nó có thể là xoáy đa năng các kiểu các loại luôn. Đây, cây vít này rất là hay. Đó, có thể là bẻ thẳng này, bẻ vuông góc 90 độ này, rồi là bẻ chéo góc 45 độ này để các bác luồn lách vào những chỗ khó các bác xoáy nhá. Và ngoài ra thì nếu những cái phần góc khuất thì mình có thể lắp cái phần này vào, sau đó lấy một cái đầu vít này. Đấy, các bác bẻ cong đây các bác xoáy nhá. Đấy, các bác bẻ cong các bác xoáy này. Đây, đấy, bẻ cong các bác xoáy. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bẻ cong thì vẫn có thể xoáy ngon lành luôn nhá. Nói chung là một cái cây tô vít cho anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình đều được hết luôn. Đó, đầy đủ các chi tiết phụ kiện bên trong. Đây, cây vít cũng rất là tiện. À, cái cây vít này nó có cả đảo chiều luôn nhá. Cây vít này nó còn có cả đảo chiều luôn này. Đấy, có cả đảo chiều, các bác nghe tiếng tạch tạch các biết đảo chiều này. Đấy, đảo chiều là các bác xoay cái phần vòng này cho em nhá. Đấy, xoay cái phần vòng này cho em. Để các bác sử dụng cái chức năng đảo chiều, rồi là ngoài ra nó có cả cái chức năng là cái khóa cái trục giữa này. Đấy, nó đứng yên không xoay bên nào được nhá. Đấy, khóa trục giữa. Đó, rồi là bẻ các góc các kiểu luôn. Đó, tay lắc đây. Tay lắc thì sẽ là tay lắc có đảo chiều, xoáy nhanh, xoáy đồ các thứ cho bác luôn. Đấy, có đảo chiều xoáy nhanh luôn nhá, rất tiện dụng cho bác luôn. Về để các bác sử dụng xoáy chiếc các thứ đồ. Đó, đi đây các bác cùng ngắm lại một lần nữa bộ sản phẩm nhá. Sẽ gồm có là
tay lắc này, cây tô vít bẻ các góc các hướng này, đầu khẩu bên trên này, đầu tô vít này, thanh nối dài xoáy góc khuất này, rồi là đây những cái phụ kiện chi tiết đi kèm full combo một cái bộ sản phẩm hàng của Đức này, made in Germany. Đấy thì sẽ gồm tổng thể là 38 chi tiết nhé các bạn nhé, tổng thể là 38 chi tiết trong mỗi hộp bộ đồ nghề này nữa. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vít V38 của Đức nhá, đang giảm giá cực kỳ sâu đấy bác luôn, 350.000 em giảm luôn đấy bác, chỉ còn có 260.000 thôi, và bên em bao ship tận nhà đấy bác luôn, giá quá là bình dân đúng không ạ, giá quá bình dân, 260.000 bộ nhá. Đấy thì bác nào mà ưng cái sản phẩm này thì có liên hệ trực tiếp nhá, hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình, gọi điện theo hai số ở trên màn hình nhá, để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn nhà em trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ đầu chuyển đổi khoan đánh cưa nhá, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ đầu chuyển đổi khoan đánh cưa, và em báo giá luôn, bộ này thì cũng đang giảm giá cực kỳ sâu bác luôn. Bộ chuyển đổi khoan thành cưa này, khoan thành cưa. Đấy, nhà bác nào mà có cái máy khoan rồi các bác mua cho em cái đầu này về, thì từ cái máy khoan bác nó sẽ san thành một cái đầu cưa lặng để các bác cưa đồ gỗ các thứ rồi, rồi là ống nhựa các thứ, cưa rất đa năng luôn. Bộ này bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em xả kho giảm nhanh bác luôn, giá sốc luôn nhá, 80k nhá, 80k trong cái bộ đầu chuyển khoan cưa này, chỉ có 80.000 bộ thôi, giá rất là bình dân, hạt rẻ và dùng rất là hay. Đấy, đây về thì bác nào có cái máy khoan rồi nhá thì các bác mua cái bộ này về, đó nó sẽ gồm có một cái bộ đầu chuyển này, đi kèm là một cái tay này, đấy, một cái tay này nữa, một cái tay này thì về các bác lắp vào đây để các bác cầm khi mà các bác cưa khoan, các bác có cái vị trí cầm mà nó cố định này. Và đi kèm cho bác là trong hộp nữa sẽ có là ba lưỡi luôn. Đấy, ba lưỡi để về các bác sử dụng lắp đặt các bác cưa nhá. Lưỡi cưa sắt, cưa gỗ thứ nào này, cưa ống nhựa thứ này ok luôn. Đấy thì các bác dùng lưỡi nào các bác lấy lưỡi đấy nhá. Sau đó là các bác nhìn em này, em hướng dẫn bác luôn này. Đấy các bác một tay các bác cầm các bác gạt này, một tay là các bác xỏ cái lưỡi này vào, nhét lưỡi này vào nhá. Đấy các bác dây nó vào. Đấy, sau đó các bác thả tay là tự động là nó sẽ khớp vào luôn. Và lúc nào mà máy khoan lắp vào đây thì đây các bác nhìn này, theo cái chiều tịnh tiến nhá. Đấy, lên xuống này. Đấy, tiến lên lùi xuống này thì nó sẽ thành một chiếc cưa lọng nhá. Thì khoan khi mà khoan quay thì nó sẽ tịnh tiến nhỉ. Đấy, tiến lên lùi xuống thì ok luôn. Đó, về các bác lắp vào máy khoan này mình rất là ok luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ chuyển đổi khoan đánh cưa này, giá đang gửi bác giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Và có đi kèm thêm cho bác là ba lưỡi cưa để về các bác thay thế. Đấy các bác sử dụng đa năng luôn. Bộ chuyển đổi khoan đánh cưa 80.000 một bộ nhá, mới nguyên hộp luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, test bác con này, đây. Muốn đổi máy khoan thành máy cưa, lắp lưới cưa như vậy chắc chắn là không được. Như vậy chỉ phá hoại chứ không cưa được. Bạn chỉ cần một bộ chuyển đổi cưa máy như vậy là được rồi. Lắp đặt vô cùng dễ dàng. Lưới cưa răng to thì cưa gỗ, răng nhỏ cưa sắt, cưa ống nước. Lắp lưới cưa chỉ cần kéo lấy khóa và bỏ lưới cưa vào là xong. Sau đó, lắp vào máy khoan là có thể sử dụng. Lưới cưa nhỏ giúp bạn có thể cắt theo ý muốn. Rồng bay phượng múa cũng rất dễ dàng, nhanh chóng. Bấm vào giỏ hàng để mua ngay. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, bộ chuyển đổi khoan đánh cưa đang gửi bác là 80.000 bộ này nhá, 80k bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kính hàn thông minh này, kính hàn nó tự động nó tối đi khi mà có tia hàn nó lóe lên này, rất thông minh luôn. Đấy, một con siêu phẩm kính hàn của Kabushi. Đấy, Kabushi Japan nhá, rất chất lượng luôn. Cái này thì bên em bán khá nhiều rồi, chuyên dùng cho bác thợ hàn. Đấy, bảo vệ đôi mắt của bác nhá, tránh trạng là đau mắt này, rồi là những cái tia hàn nó chiếu mắt ấy, rất nguy hiểm. Đấy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, sức khỏe là quan trọng nhất các bạn. Đó thì bộ sản phẩm sẽ gồm có là một dây đeo này, đi kèm có cả hộp đựng này, rồi là nhân vật chính của chúng ta đó là kính. Cái này thì về thì dễ xài không mà. Đấy, về các bác bóc cho em cái lớp bảo vệ ra. Đấy, bóc lớp bảo vệ ra này. Và các bác cứ thế là các bác đeo lên thôi. Đó. Còn nếu mà ví dụ các bác trèo lên cao là sợ kính nó rơi thì mình có thể là đeo cái dây này vào. Đấy, đeo cái dây này vào này. Đấy, để các bác trèo lên cao thì nó không bị rơi kính nhá. Đấy, còn kính thì nó có thể chỉnh được cái độ dài ngắn tùy theo nhu cầu khuôn mặt của bác nhá. Đấy, đây. Khi mà có tia hàn nó lóe lên thì tự động cái kính nó sẽ tối đi nhá. Đấy, cực kỳ thông minh luôn. Giờ em sẽ test bác coi về cái sản phẩm này. Đây nhá, đây bình thường là các bác bình thường là sẽ nhìn xuyên qua này. Đấy, sẽ nhìn xuyên qua được nhá. Đây ở đây đang có một cái bóng đèn nó nháy này như kiểu tia hàn này, em chiếu này. Đấy, đây không? Đấy, tự động là nó sẽ tối om luôn. Đấy, bỏ ra cái sáng, chiếu vào cái tối. Đấy, bỏ ra cái này sáng này, chiếu vào cái này tối luôn. Đấy, rất thông minh nhá. Nó sẽ tự động là nó sẽ tối om đi luôn. Đấy, giúp bảo vệ các bác nhá. Các bác hàn xì thứ ra. Đấy, mua con này về rất là hay luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là kính hàn thông minh nhá. Kính hàn thông minh. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là kính hàn thông minh. Đấy, kính hàn tự động tối khi mà hàn. Giá của nó sẽ là 150k nhá, 150k.
Đấy, lên mã cho em sẽ là kính Hàn này. Đấy, kính Hàn thông minh. Kính Hàn thông minh nhá. 150k một chiếc nhá. Đấy, nhiều bác thì cứ so sánh bảo là giá nó hơi cao thì em nói luôn, hàng này hàng hãng, hàng Kobushi Japan chứ không phải là hàng trôi nổi, hàng linh tinh. Đấy. Bán thì nó hàng nọ hàng kia. Đấy, nhiều khi cũng nhiều bác thắc mắc về cái giá. Đấy thì em nói luôn là hàng của hãng nhá, hàng của Kobushi Japan. Riêng cái giá này thì nó giá rất là tốt rồi. Đấy. 150.000 giá nó quá là bình dân luôn, mà sản phẩm thì hãng đàng hoàng nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi, hàng linh tinh. Đấy. Là 150k một chiếc nhá, kính Hàn thông minh. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kìm bấm cốt này. Đấy, bộ kìm bấm cốt, bộ kìm cốt vuông nhá. Lên mã thì em sẽ được cái bộ kìm cốt vuông. Đấy, bộ này sẽ gồm có là một kìm đi kèm cho bác là 1.200 cái đầu cốt nhá. Đấy, một combo 1.200 cái đầu cốt về các bác xài, các bác bấm nhá. Cái này về các bác bấm dây điện để các bác đấu nối ví dụ như là vào automat các thứ này. Đấy, nó không bị move, không bị đánh lửa thôi nhá. Đấy, và nó cho ra cái tiếp điểm tiếp xúc điện nó rất là tốt. Đấy, không bị chập cháy, rất là hay luôn. Đây, sản phẩm thì sẽ gồm có là một cây kìm. Đấy, một cây kìm rất chắc chắn nhá. Cái này thì rất là dễ xài thôi. Đấy, cực kỳ dễ xài. Đó là cây kìm này. Đó, thì về các bác cho cái đầu cốt đây, các bác bấm này. Đấy, bấm thì sẽ ra một cái hình vuông nhá, hình vuông đúng như cái này luôn này. Đấy, ra một cái hình vuông rất là đẹp luôn. Đấy, để các bác cho vào những cái còn đây là cái đầu cốt các bác nhá, cái đầu cốt này. Đấy, cái đầu cốt thì một hộp này sẽ gồm có là 1.200 đầu cốt này. 1.200 đầu cốt thì nó sẽ có là các loại đầu cốt, từ đầu nhỏ nhất là đầu 1 ly cho đến đầu lớn nhất là đầu 10 ly nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 10 ly này, còn đầu nhỏ nhất thì sẽ là đầu 1 ly. Đấy, thì nó sẽ gồm có là tổng 1.200 cái đầu cốt và các loại dây điện phổ đa dụng phổ thông nhất trên hiện nay các bác đang xài. Đấy, rất là hay luôn. Đó, hàng nguyên hộp đầy đủ về các bác xài luôn thì sẽ là với mức giá thì bữa trước bên em đang gửi bác giá nó rất là bình dân thôi. Hôm nay thì em cũng giảm giá tiếp cho các bác cái bộ này, các bác dễ mua hơn. Đó thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kìm cốt 1.200 đồng. Đấy, bộ kìm cốt 1.200 đồng bao gồm là một kìm nhá. Bao gồm là một kìm và một cái bộ đầu cốt nhá. Thì bữa trước đang bán bác giá là 270.000. Hôm nay em xả kho bán ngay luôn. Giá chỉ còn có là đi 230.000 thôi, 270k giảm luôn, chỉ còn có 230k thôi nhá, 230k. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cốt vuông nhá. Đấy, bộ kìm cốt vuông này 230.000 một bộ này các bác nhá, 230.000 một bộ này, bao gồm là một đầu kìm, một cái cây kìm bấm và một bộ đầu cốt nhá, một bộ đầu cốt. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm, em test thực tế sản phẩm này dùng rất hay luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây các bác cùng coi nhá. Anh ơi, có bác hỏi anh dùng cái kìm gì mà nó hơi đẹp đẹp thế? À, anh dùng cái kìm bấm cốt vuông này nhá. Dùng cái kìm bấm cốt thì rất là nhanh, các bác cũng chỉ việc là tuốt dây điện này. Lấy một đầu cốt có kích thước phù hợp này. Các bác chỉ việc đút vào này. Đấy, rồi mình đút cái dây điện vào. Bấm này, kịch tay thôi nhá. Mở ra. Và đây là thành quả các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Và cái kìm này thực sự cần thiết khi các bác nhà mình muốn đấu nhiều cái dây điện trụ vào với nhau ạ. Quá là chuyên nghiệp luôn ạ. Đấy, cái này khi mà các bác đấu nhiều dây điện trụ với nhau, đặc biệt là khi các bác đi cái đường dây điện ở trong automat ấy, những cái chỗ nó tiếp điểm ấy, thì các bác trụm dây vào nhìn nó xòe rất là xấu, nhưng các bác khi mà các bác trụm vào, các bác dùng cái đầu này các bác bấm, nó cho ra một cái đầu điện nó rất là đẹp. Đấy, cũng như là nó khi mà các bác lắp đặt vào cái thiết bị điện là mình nó không bị move chập cháy nhá. Đấy, nó tiếp điểm tốt các bạn. Trước chưa có kìm bấm cốt vuông ấy thì đấu như này rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn hai bên này, một bên thì chưa đấu này thì nhìn nó trụm dây rất là xấu, cũng như là rất là xảy ra chập cháy này, nhưng bên kia các bác nhìn này. Đấy, vừa đẹp này, vừa thẩm mỹ này, vừa an toàn này. Chê luôn. Từ khi có cái kìm bấm cốt vuông ấy, anh bấm ấy nó rất là đẹp này. Đấy, và nhìn nó gì ạ? Đấy, chuyên nghiệp hơn hẳn luôn. Đúng không ạ? Bác nào mà hay đi lắp đặt điện đóm ấy thì dùng cái bộ này kia, gồm có một kìm này. Đấy, và 1.200 đầu cốt. Đấy, có rất là nhiều loại luôn. Đấy, mình về mình lắp đặt em có tiện luôn đấy ạ. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, thực tế về sản phẩm đấy, bấm cốt các bác vừa nhìn rồi, bấm ra cái đầu cốt nó rất là vuông và rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này bên em đang giảm giá xả kho đấy, cho anh em tựa thuyền các bác sử dụng mà bấm ok luôn, là 230.000 một bộ nhá, bao gồm là một kìm đi kèm là một cái hộp đầu cốt nữa nhá, thì cả một cái bộ này là 230.000 nhá, bao ship tận nhà bác luôn, bao ship cho bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ combo 10 quả bóng giặt để về các bác thả vào trong máy giặt nhà mình này. Đấy, bình thường là các bác hay giặt quần áo mà các bác cho vào máy giặt đấy là nó rất hay bị rối quần áo này. Thứ hai là nó bị thắt nút quần áo và mỗi lần là các bác lấy các bác phải gỡ ra rất là mất thời gian mất công. Đấy, rồi là quần áo nó không sạch thì các bác mua cho em cái lọ này, cái viên này về
nó là cái dạng viên silicon nhá, các bác thả vào thứ nhất là nó không bị rối quần áo này, không bị thắt nút quần áo này, thứ hai là nó tăng cái độ ma sát lên để khi mà các bác giặt quần áo thì quần áo của bác nó sẽ sạch hơn nhá. Nó là dạng silicon nên là không ảnh hưởng gì đến quần áo nhá. Đấy, không bị tan, không bị ngấm nước hay là phai màu đâu quá nhá, dùng rất ok luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 quả một nhá. Đấy, 10 quả ống giặt như này thì sẽ có giá là đi 30 ngàn nhá, 30 ngàn cho 10 quả ống giặt này. Thì về các bác cứ khi nào mà giặt quần áo thì các bác cứ thả trực tiếp vào trong máy giặt ấy, các bác giặt cùng. Đấy, rất tiện dụng luôn. Combo 10 quả ống giặt, giá của nó sẽ là 30 ngàn cho một combo 10 quả ống giặt này. Đấy, 10 ống giặt này, dạng silicon, nó có những cái phần khe gai này. Đấy, hỗ trợ các bác giặt quần áo sạch này, cũng như là không bị rối, không bị nhăn quần áo nha. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Sau khi máy giặt xong nó bị nhăn và thắt nút khi lấy ra, tôi khuyên bạn nên dùng thử của bóng giặt này. Cho một vài quần này vào khi giặt quần áo, không lo vấn đề quần áo bị rối và thắt nút nữa, đồng thời còn có thể tăng ma sát, làm quần áo sạch như vò tay. Chất liệu silicon không làm hỏng quần áo. Miễn là bạn có một máy giặt ở nhà, bạn có thể sử dụng nó thường xuyên. Rất tiện lợi phải không? Ấn vào giỏ hàng mua ngay nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nha, dùng rất ok luôn. Combo 10 quả ống giặt nha, sẽ có giá là 30k. Đấy, dòng bóng giặt silicone. Đấy, silicone. Rất ok luôn. Về các bác thả trực tiếp vào trong cái lồng giặt này mình, các bác giặt cùng với quần áo. Hỗ trợ các bác giặt quần áo rất là tốt nha. Đấy, 10.000, 10 quả 30.000 quá nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng kẹp chuột, bẫy chuột này. Lên mã em sẽ cái kẹp chuột nhá. Đấy, bên em sẽ bán cho bác một cái kẹp chuột này với giá là đi 15k nhá, 15k cho một chiếc kẹp chuột. Các bác lấy 10 chiếc, 10 chiếc thì sẽ được bao ship. Đó, 10 chiếc là bao ship nhá. Còn các bác lấy một chiếc là 15k một chiếc nhá. Dòng kẹp chuột thông minh cực kỳ hay luôn. Đây, cái này rất là dễ xài thôi. Các bác lấy hai tay các bác bóp cho em này. Đấy, bóp cái là bắt đầu là sẽ vào lẫy ngay. Đấy, còn nếu mà nó chưa vào lẫy các bác lắc lắc nhẹ một chút là nó vào lẫy này. Đấy, lắc lắc nhẹ một chút là nó sẽ vào lẫy thôi. Đấy, đây, đấy, vào lẫy luôn nhá. Con này cực kỳ nhạy nhá, các bác chạm nhẹ cái là bập vào ngay, rất nhạy luôn. Đây, các bác nhìn này. Đó, thấy không? Chạm nhẹ cái bập ngay, rất nhạy luôn. Đó. Cực kỳ là dễ sử dụng nhá các bác nhá, cực kỳ dễ sử dụng này. Đấy. Thì các bác về bỏ ít mồi vào đây nhá. Tay đồng thời tay các bác giữ này, nó không bị bập này. Bỏ mồi vào, sau đó các bác để những cái chỗ mà chuột nó hay đi lại này. Đường đi lối lại của chuột này, rồi là đầu hang chuột các thứ ra. Cái này em nhà em cũng đã bẫy thực tế rồi, bẫy rất nhạy nhá, bẫy rất nhạy luôn. Đấy, bập cái là đi luôn. Đấy, thấy không? Rất nhạy luôn nhá, rất nhạy luôn. 15 chỉ có 15 ngàn một chiếc thôi, chỉ có 15k cho một chiếc kẹp chuột thông minh nhá, 15k một chiếc. Các bác lấy 10 chiếc thì sẽ được bao ship nhá. Chất liệu thì toàn bộ sẽ là nhựa ABS cao cấp. Và cái lực bật của nó rất là nhanh cũng như là rất là mạnh nhá, lực bật của nó rất là nhanh, rất là mạnh luôn. Đó, rất nhanh, rất mạnh luôn nhá. 15k một chiếc nhá. Bẫy chuột thông minh. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kẹp gấp nóng này. Bộ này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi, giá thì cũng bình dân thôi. Báo giá bác luôn nhá, bên em đang bán cái bộ kẹp nóng này với giá là 40 ngàn cho một bộ kẹp nóng nhá, 40k một bộ thôi. Cái này về dùng rất là hay này. Đấy, nhà bác nào mà các bác mà dùng mà ví dụ các bác muốn gấp những cái đồ nóng từ trong song ra này, bát đĩa, các bác cứ những cái bộ hấp rồi. Đấy, các bác dùng cái này các bác kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Bộ sản phẩm đầy đủ nhá, sẽ gồm có là một cái cây kẹp dạng dạng mở nha. Đấy, ví dụ những cái đĩa to, bát to là các bác dùng các bác kẹp vào. Đấy, kẹp vào để các bác công nó lên. Đấy, rồi là đây một cái cây kẹp này, ví dụ có những cái bát này các bác kẹp vào, các bác nâng nó lên nhá, rất tiện dụng luôn này. Rồi là đây là cái phần đây là một cái bộ là cái này là cái gì? Lót tay nhá, lót tay. Đấy, ví dụ như là các bác kẹp cái này vào hai cái tay của mình để các bác bắt xong bắt nồi ra, có nhá, bắt xong bắt nồi ra này. Đấy, kẹp vào đây. Để các bác ví dụ bê xong bê nồi ra, nó không bị bỏng tay, không bị phỏng tay đâu nhá. Đấy, kẹp xong kẹp nồi. Rồi là đây là cái phần đế này. Nhiều lắm, bộ này 4 món cơ mà chỉ có 40.000 thôi. Còn giá quá bình dân luôn. Cái này là cái đế silicone, ví dụ các bác để những cái phần mặt kính các thứ ra, nó không bị, thứ nhất không bị trơn trượt, thứ hai nó không bị nóng nhá, không bị nóng ra. Đấy, rất hay. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm là đây, 4 món luôn nhá, 4 món luôn. Mà giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Đấy, chỉ có 40.000. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái này dùng hay lắm, dùng nhà bếp là dùng cực kỳ là ok luôn. Đây. Đây. Đấy, bình thường là những cái đồ nóng nhá, các bác không thể dùng tay, các bác dùng ngay cho cái bộ này về. Đấy, thấy không? Dùng cái các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là đây, các bác dùng cái này đấy, các bác thấy không? Quá ngon lành luôn này, nâng đĩa, nâng bát này. Rồi là xoong nồi các bác dùng cái kia các bác kẹp vào tay, rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, rất ok luôn. Đây, đấy. Đấy. Đấy, các bác dùng tay cái thứ là rất là nguy hiểm nhá, bỏng rát. Đấy, đi mua cho em cái bộ này về các bác kẹp vào, kẹp vào ngon lành luôn nhá. Đấy, đây đó, những cái đĩa to con này chơi hết luôn này. Đấy, thấy không, rất chắc chắn, ok luôn, quá tiện lợi nhá.
Nói chung là con này ứng dụng trong nhiều việc lắm. Cái này anh em đang xài bộ mà dùng ok lắm, hay lắm. Đó. 40.000 một bộ nhá, bộ kẹp nóng 40k, bộ kẹp gấp nóng nhá. 40k. Đấy, 40k một bộ này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái lọ sáp đánh bóng đồ gỗ này. Cái này thì chất liệu 100% tự nhiên và toàn bộ là từ sáp ong nhá, từ sáp ong. Đấy, và một số thành phần phụ gia như là dầu dừa. Đấy, sử dụng rất là tốt luôn, vừa bảo vệ đồ gỗ này, dưỡng ẩm cho đồ gỗ, thứ hai là tạo một cái lớp bóng. Đấy, lớp bóng tự nhiên nhá, lớp bóng rất là tự nhiên luôn, chuyên để các bác đánh bóng đồ gỗ nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì một cái hộp này thì sẽ là giá sẽ là 20k một hộp nhá, lên mã em sẽ cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, đánh bóng đồ gỗ này, đánh bóng đồ gỗ với giá là 20k cho một cái lọ đánh bóng đồ gỗ này. Đấy, dùng rất hay. Cái này thì về các bác cứ lấy một cái lượng nhỏ vừa đủ. Đấy, các bác có một cái miếng mút đấy, tốt nhất là các bác dùng một cái miếng mút đấy, các bác phết cái này vào, sau đó các bác bôi lên, rất tiện dụng luôn. 20k một lọ sáp đánh bóng đồ gỗ nhá. Thành phần chính chủ yếu là từ sáp ong, thành phần tự nhiên và có dầu dừa đi kèm. Đấy, dầu dừa đi kèm giúp dưỡng ẩm này, đánh bóng đồ gỗ này, tạo nên cái màu gỗ tự nhiên rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Tủ chè lại hiện lên, năm nào cũng như năm nào, 10 năm như một. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Nên không còn phải khổ công bao nhiêu ngày trời nữa rồi ạ. Sáp lau Biwak được làm từ nguyên liệu tự nhiên, từ sáp ong tinh khiết với dầu dừa. Khi lau lên đồ gỗ, sáp sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ gỗ khỏi ẩm mốc, đi kèm hương tràm tỏa ra xua đuổi hết các loại mối mọt côn trùng. Đặc biệt chỉ cần dùng một chiếc khăn lau đều tay lên bề mặt gỗ sẽ giúp đồ gỗ trở nên sạch sẽ, khôi phục màu vốn có, bóng mượt như mới. Ngoài ra sáp cũng sẽ giúp che phủ những vết xước trên bề mặt, làm nổi bật phần gỗ tự nhiên. Tết đến xuân về bao nhiêu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ sáp đánh bóng đồ gỗ nhá, 20k cho một cái lọ sáp đánh bóng đồ gỗ nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ để dao. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ sản phẩm là cái kệ để dao. Đấy, hàng tiếp tục về để phục vụ bác trong cái dịp Tết nhất này. Đấy, các bác mua về để dao, để đồ nhà bếp vào đây rất ok luôn. Cái này thì em báo giá luôn là 160.000 một chiếc kệ để dao nhá, 160.000, hàng inox 304 rất là xịn sò chất lượng luôn. Hàng nguyên hộp luôn này. Đây. Vẫn còn nguyên siêu giấy bóng luôn này, quá xịn sò ngon lành luôn. Hàng mới keng keng luôn nhá, mới keng xe beng luôn. Đây, một con kệ để dao, ngoài để dao thì nó còn có để được, còn có thể được để được cả là cả đũa thìa rồi là môi miếc các thứ vào đây luôn nhá. Đây, nó sẽ có là hai cái lỗ. Một bên này các bác cắm những cái đồ dao dựa thứ vào đây này, còn một bên này là các bác cắm ví dụ như là ống đũa, đũa này thìa rồi là những cái đồ đũa thìa nhà mình vào đây là ok luôn. Đây đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, một bên là cắm dao dựa, bên cắm đũa thìa mua vào đây là ok luôn. Đấy, hàng inox 304 nhá, rất chắc chắn chị sò ngon lành luôn. Và con này rất là hay là nó có thể là tháo ra. Đấy, nó có thể tháo rời ra nha, để tiện cho việc các bác vệ sinh nhá. Đấy, phần mặt trên cũng có thể tháo rời ra, phần mặt dưới là cũng có thể tháo rời ra luôn. Đây, đấy, tháo rời ra hết để ví dụ như là các bác cắm đũa thìa vào đây lâu ngày ví dụ như nó bị cắt bẩn thì mình có thể lôi ra, các bác vệ sinh cho em nhé. Đấy, sau khi vệ sinh xong thì các bác lại đóng vào. Đấy, đóng vào và các bác lại để vào là ok thôi, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng nhá, và thiết kế cực kỳ thông minh luôn, chắc chắn chất lượng lắm. Các bác để trên cái gian bếp nhà mình nhìn nó rất là sang trọng lịch sự, nhìn nó rất là ok luôn. Giá thì cũng bình dân, chỉ có 160.000 thôi, 160.000 cho một chiếc kệ để dao này, 160k một chiếc nhá. Hàng mới keng xe beng, mới nguyên hộp luôn. Đấy, 160k để về các bác xài, để dao, để đũa này, cho nó cái căn bếp của nhà mình, cái kệ bếp nhà mình nhìn nó gọn gàng, nhìn nó đẹp. Đấy, nó không bị rối tinh như mù đồ đạc lên, mà mỗi khi mà các bác cần dùng những cái đồ đạc ở này, các bác có cái là các bác để những kệ, cái là cái ra cái là các bác rút ra là các bác xài luôn thôi, rất là tiện dụng nhá. Kệ để dao nhá. Đấy, kệ để dao đũa thìa. Kệ để dao đũa thìa với giá sẽ là 160.000 nhá, 160k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô giấy giấy khăn rút treo tường nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ lấy khăn rút treo tường. Hàng này thì hàng của Vietnam Airlines. Công ty Vietnam Airlines, công ty hàng không Việt Nam này. Đấy, sản xuất nhá. Đấy thì đây. Về cái lô này. Một túi này thì sẽ là 1.500 tờ này, 1.500 tờ. Đó, rất là dễ dùng. Nó có cả hướng dẫn dùng này. Bước 1 là xé ở đây này. Đấy, xé đường ở đáy túi này. Bước 2 là treo túi cố định lên. Bước 3 là các bác kéo từng tờ xuống này. Thì đây, nó có cái phần kẻ này, các bác lấy cái này ra, sau đó các bác kéo ra nhá. Đấy, kéo ra. Kéo nó ra này. Đấy, kéo ra, sau đó là các bác cứ thế là các bác cầm ở đây. Các bác rút dần này nhá. Đây, các bác cầm ở đây các bác rút dần này treo. Đấy, rút dần ra này, cứ rút ra nhá. Và lúc nào ấy là các bác đeo lên treo. Đấy, đeo lên rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo lên treo rất ok. Hàng giấy của Vietnam Airlines nhá. Đấy thì bên em sẽ bán theo thùng nhá, bán theo thùng.
Thì một thùng này thì sẽ gồm bao gồm là 4 gói thì sẽ có giá là 100.000 cho một thùng này. Đấy, khăn rút treo tường nhá. Thì các bạn lên cứ lên mã em sẽ là cái khăn rút treo tường hoặc là cái giấy của Vietnam Airlines. Đấy, cái giấy ăn của Vietnam Airlines nhá. Đấy, một túi này là 100k. À, một thùng này là 100k. Và bên em bán là cả thùng luôn là 4 gói một thùng nhá, 4 gói cho một thùng. Thì khi mà các bác mua thì sẽ khuyến mại thêm cho bác là 4 cái móc treo. Đây này. Khuyến mại thêm cho bác là 4 cái móc hai cái móc treo nha, hai cái móc treo để về các bác dán, các bác treo lên tường nhá. Hai cái móc treo như này. Để về các bác dán, các bác đeo lên tường. Đấy, thì một thùng sẽ gồm có là 4 gói, hai cái móc treo như này. Để về các bác đeo lên tường. Hàng thì của công ty Vietnam Airlines. Đấy, sản xuất thì tại Việt Nam này. Đấy, đầy đủ địa chỉ các thứ. Thành phần chính 100% là bột giấy này. Đấy, ok luôn. Nói chung là một cái sản phẩm rất là thông minh, để về các bác treo lên tường rất là tiện. Đây em sẽ quay thực tế cái sản phẩm này về để các bác coi. Đây với nhá, đây. Đấy, sản phẩm thì thực tế thì em đang xài đấy nhá, đang xài đây, rất ok luôn. Đấy, thì khi mà về các bác dùng thì các bác lấy cho em cái móc dán trong hộp vậy, các bác dán nó lên. Đấy, dán nó lên này. Đấy, và các bác treo lên. Và lúc nào mà các bác dùng thì các bác xé theo cái đít, ở cái đít này nó có cái xé theo đường kìa chỉ dẫn này. Đấy, các bác xé theo cái đường nhá. Và bắt đầu là các bác xé đấy, các bác cứ rút dần ra. Đấy, rút dần như này này. Rút dần ra nhá. Đấy, lúc nào dùng là các bác cứ rút này thôi. Đấy, rất là tiện dụng và rất là hay. Cứ rút này thôi. Mình dùng đâu mình rút nó lên đấy, rất là hay. Đấy, các bác không cần phải cho đo hộp hay nhào cả, cứ treo lên. Các bác treo trong nhà vệ sinh này, nhà bếp này, nhà ăn này, rồi các bác treo lên trên nhà này. Đấy, những cái chỗ nào các bác cần là các bác treo. Đó. Thì cứ dùng đâu rồi các bác treo đấy nhá. Đấy, khi nào mà hết thì mình lại bỏ ra, mình lại treo túi khác lên, thế là xong. Đó, thì em vừa quay là các bác biết là cái này làm sao, tại sao gọi là cái khăn rút treo tường nhá. Đấy, cái khăn rút treo tường nhá. Đấy, thì nó sẽ treo lên, và khi mà treo lên thì các bác xé trong cái đường ra này. Và cứ thế là các bác rút dần dần trong này ra. Đấy, cứ thế các bác rút ra. Đấy, thì nó sẽ ra dần ra dần. Đó, rất tiện dụng luôn. Treo lên là vừa đỡ tôi như tích này, sạch sẽ này. Rồi là lúc nào cần cái là mình sử dụng ok luôn. Đấy, và một cái túi này là 1.500 tờ. Các bác dùng thả con gà mái luôn. Cái này thì em ví dụ là dùng nhiều, cũng dạng dùng nhiều. Chắc là dùng chắc phải cả hơn tháng hết một cái thùng nha. Đấy là dạng dùng nhiều nhá. Còn nếu mà các bác dùng ít thì chắc là một thùng 4 gói này chắc phải dùng khoảng tầm 4-5 tháng luôn. Đấy, dùng rất là được lâu nhá. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 100 ngàn thôi. Thì cứ lên mã duy em sẽ là cái giấy rút của Vietnam Airlines nhá. Giấy rút của Vietnam Airlines sẽ có giá là 100 ngàn nhá. 100 ngàn cho một cái thùng giấy rút của Vietnam Airlines, bao gồm là 4 gói một thùng nhá. 4 gói một thùng. Đấy, và tặng thêm cho bác là hai cái móc treo nhá. Đấy, tặng thêm cho bác là hai móc treo. Hàng của Vietnam Airlines rất chất lượng luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó, cái dòng thước đo rút nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Filter. Thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã 7,5 m nhá và một mã 5 m này. Đấy, một mã 7,5 m, một mã 5 m. Thì đây, toàn bộ những cái dòng bên em đang bán là đều có lỗ ban hết nhá. Đều có lỗ ban hết để về các bác đo phong thủy. Đấy, nhiều bác là rất hay đo phong thủy thì đây. Toàn bộ dòng thước bên em thì đợt này về cái lô này là bên em sẽ lấy cho bác là cái dòng lỗ ban. Thì nhiều bác thích lỗ ban mà. Đấy, nhiều bác hỏi lỗ ban thì đây có luôn. Đó. 7,5 m cũng có luôn nhá. 7,5 m cũng có lỗ ban luôn này. Đấy, 7,5 m có lỗ ban luôn. Và loại 5 m cũng có lỗ ban luôn. Thước thì kéo này cực kỳ trơn tru luôn. Đấy, các bác nhìn nghe tiếng này, kéo êm ru luôn. Dòng thước của Filter nhá. Đấy, một trong những hãng rất là nổi tiếng chuyên về đồ kim khí nhá, chuyên về đồ kim khí cho anh em thợ xuyền sửa chữa rất ok luôn. Dây đeo móc cài đầy đủ luôn, có phần khóa hãm ngon lành các bác luôn nhá, các bác nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, dùng rất bền. Em báo giá luôn nhá. Thì tại em đã có hai mã, là một mã là thước 5 m nhá và một mã là thước 7,5 m nhá. Cái con thước 5 m này thì bên em đang có giá là đi 40.000 nhá, 40k là thước 5 m nhá. Còn lấy con kia là 7,5 m thì sẽ có giá là 50k. Đấy, 50k thì sẽ là nước thước 7,5 m nhá. Và toàn bộ là thước đều có lỗ ban hết luôn. Đấy, toàn bộ là đều có thước lỗ ban hết luôn. 5 m thì sẽ là 40.000, còn cái loại 7,5 m thì sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thước lỗ ban nhá. Đấy, thước lỗ ban. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây tô vít đóng này, cũng rất nhiều bác hỏi này. Đấy, thì cũng có hai mã cho bác lựa chọn luôn, là một mã đầu cộng và một mã đầu trừ, tức là một đầu dẹt và một đầu ba ke nhá. Đây, đầu này đầu dẹt này, còn đầu là đầu ba ke. Và toàn bộ đầu này thì đều có tích từ tính nam châm hết các nhá. Đấy, có tích từ tính nam châm, hít rất là khỏe luôn. Đấy, và nó là dòng tu viết đóng này. Đây này, phần trên này làm để các bác dùng để đóng này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái cây tu viết đóng như này,
với giá sẽ là 30 ngàn một cây nhá, 30k cho một cây. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, tô vít đóng này. Tô vít đóng, tô vít đóng. Tô vít đóng của Kabushi Japan thì sẽ có là hai mã là mã đầu cộng nhá, đầu cộng. Và một mã là mã đầu trừ. Đấy thì bên em đang bán đồng giá hai cái mã này, đồng giá là 30k một cây. Đấy, bán đồng giá là 30k một cây. Thì các bác cứ lấy cây nào thì bên em sẽ nhặt cho bác cây đấy nhá, hoặc các bác có thể lấy cả đôi về. Nếu mà các bác lấy cả đôi này về là dùng ok hơn này. Đấy, mình có lúc nào mình có đầu cộng đầu trừ là mình xài luôn. Con này gì ngoài chức năng đóng thì mình có thể xoáy trước ok luôn. Đầu toàn bộ là đều có được nạp từ tính hết rồi nhá. Có nam châm mít đầy đủ luôn. Đấy, chiều dài đấy rơi vào khoảng tầm là 30 cm thôi nhá, 30 cm. Đấy, 30 cm cho một cây tô vít đóng nha. Chắc chắn chất lượng lắm. Cái này chuyên để các bác dùng đóng nhá. Đấy, những con ốc gãy cái thứ rồi các bác đóng nha. Kabushi Japan nhá. Đấy, cây tô vít đóng hai đầu. À, một đầu cộng, xin lỗi các bác là một đầu cộng và một đầu trừ, nó chỉ có một đầu thôi nhá, chỉ có một đầu thôi. Đấy là một đầu cộng, một đầu trừ. Và bên em đang bán đồng giá là hai đầu này với giá sẽ là 30 ngàn một cây nhá. Thì các bác cứ lấy đầu cộng hay đầu trừ thì các bác cứ báo cho em nhá, lấy đầu cộng hay đầu trừ thì báo cho em để em nhặt cho bác. Còn bán đồng giá là 30.000 một cây thì lên mã cho em sẽ là tô vít đóng nhá. Đấy, tô vít đóng của Kabushi Japan này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây bàn chải sắt này, bàn chải sắt nhá. Nó là dạng bàn chải nhưng mà là lông của nó là bằng bằng kim loại nhá, lông của nó là kim loại. Về cái này thì những cái chỗ nào nó bị rỉ sét ấy, những cái máy móc cơ khí nhà mình nó bị rỉ sét, rồi là những cái chỗ mối hàn nó hiếc các thứ rồi, các bác cần dùng để các bác cọ cho nó bong hết những cái phần rỉ sét, rồi những cái phần mối hàn các thứ là nó bong hết những cái chân mối ra. Đấy thì các bác dùng cái này các bác cọ cho em, đấy cho nó sạch. Thì các bác dùng cái cọ, nó là cái dạng bàn chải nhá, nhưng mà lông của nó là bằng kim loại, bằng sắt, bằng thép hết các bác nhá. Đấy, bằng sắt bằng thép hết, rất ok luôn, chắc chắn lắm. Đấy, tay cầm có bọc nhựa này. Đấy, cầm rất là êm tay. Đấy, để dùng các bác dùng để cọ kỳ, rồi những cái phần rỉ sét, những cái chỗ nào mà sắt thép rồi các bác dùng để các bác cọ nó sạch sẽ này nhá, vệ sinh ok đi. Đấy, cái cây bàn chải sắt này thì bên em đang gửi bác giá bình dân thôi, chỉ có 15 ngàn một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bàn chải sắt này. Đấy, bàn chải sắt nhá, bàn chải sắt nhá, bàn chải sắt giá đang gửi bác là 15k nhá, 15k cho một cái cây bàn chải sắt này nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15 ngàn một cây nha, rất là hay luôn. Các bác mua về để cọ những phần rỉ sét ở kim loại này, rồi là lốc máy, lốc miếc, ở những cái chỗ mà cần vệ sinh. Đấy, cần những cái lực mạnh, đấy, tác động mạnh để cho nó tung, đánh tung những phần rỉ sét bẩn miếc các thứ ra, là các bác dùng cái cây cho. Bàn chải sắt nhá, bàn chải lông bằng sắt nhá, 15k một cây. Thiếc hàn thì bên em vẫn còn để phụ bác nhá. Đấy, thiếc hàn vẫn còn. Thiếc hàn thì bên em đang bán một cái cuộn thiếc hàn như này với giá chỉ có 20 ngàn thôi. Đấy, nó là thiếc hàn chì nhá, thiếc hàn chì các bác dùng để hàn mỏ hàn mà máy hàn các thứ đó. Mỏ hàn mà hiếc các thứ là ok. Dùng cuộn ở trong. Cuộn rất là to luôn. Giá sẽ là 20 ngàn một cuộn đúng không nhá? 20 ngàn một cuộn. Lên mã em sẽ là cái cuộn thiếc hàn. Đấy, cuộn thiếc hàn. Đang gửi bác là 20k nhá, 20k. 20k cho một cuộn thiếc hàn nha. Đấy, các bác nào có máy hàn sẵn rồi các bác mua cho em cái cuộn này về các bác hàn. Cuộn khá là to luôn. 20 ngàn một cuộn nhá, 20 ngàn một cuộn. Tiếp theo thì đá cắt này, đá cắt đỏ của Kabushi Japan nhá. Đá cắt đỏ này hiện tại em đang bán lẻ một viên này với giá sẽ là đi 6.000 viên, 6k viên. Và yêu cầu các bác là nếu mà các bác mua thì mua từ 5 viên trở lên nhá, mua từ 5 viên trở lên. Đấy thì bên em sẽ có bán theo hộp và bán theo viên nhá. Thì bán lẻ một viên như này thì sẽ là 6.000 và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên nhá. Thì lấy theo combo 5 viên thì sẽ là 30.000. Còn nếu mà các bác lấy theo cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Cả một hộp như này thì sẽ là 50 viên này, cả một hộp này là 50 viên. Sẽ có giá là 220.000, bao ship tận nhà luôn. Hàng dòng đá của Kabushi Japan, dòng đá cắt đỏ nha các bác, cắt sắt, cắt inox, con này quá ngọt luôn. Cắt cực kỳ dài đá, nó không bị bay đá đâu, cắt ngon lắm. Đó, này em bán cực kỳ nhiều rồi. Đó, em báo giá lại là một lần nữa này. Mua lẻ một viên. Đấy, một viên này, một viên thì sẽ là 6k nhá. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên. Nếu mà các bác lấy lẻ nhá, lấy từ 5 viên trở lên thì 5 viên sẽ có giá là 30k. Đấy, bán lẻ một viên thì em không bán nhá, bán lẻ là bán phải từ 5 viên trở lên. Còn nếu mà các bác lấy cả một hộp nữa, cả hộp 5 viên, cả hộp đá này, cả hộp đá 50 viên thì sẽ có giá là 220.000 và bên em sẽ bao ship tận nhà cho bác luôn nếu mà các bác lấy cả hộp nhá. Lấy cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đấy thì cả hộp là 50 viên, bác nào dùng nhiều thì nên lấy cả hộp ạ. Nên lấy cả hộp thì giá của mình sẽ tốt hơn. Đấy, 5 viên là 30.000. Đấy, thì tính ra là 6.000 viên. Còn các bác lấy cả hộp 50 viên thì giá chỉ có 220.000 thôi nhá, 220.000 thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ thìa vàng này. Bộ thìa vàng
một bộ thìa vàng 6 cây nhá, bộ thìa vàng 6 cây rất là đẹp luôn. Đấy, đây. 6 cây vàng 2 4 6. Một bộ 6 cây thìa vàng này với mức giá thì rẻ giật mình. Chỉ có 30.000 nhá, 30.000 nhá, 30.000 cho một cái bộ 6 cây thìa vàng này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ làm là cái bộ thìa vàng. Thìa vàng 6 cây này, set thìa vàng 6 cây nhá. 6 cây giá chỉ có 30k thôi các bạn. 30k tính ra là vào có 5.000 một ca thôi, một cây thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà thìa cực kỳ đẹp này. Thìa rất là đẹp, sáng choang luôn nhá. Đấy, phần tay cầm này. Mạ vân đá cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng ăn uống ok cho em luôn. Đó. Bộ thìa vàng 6 cây nhá, bộ thìa vàng 6 cây với mức giá là 30.000 cho một cái set thìa vàng 6 cây này. Bán là bán cả một set 6 cây luôn thì giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. Đó là cái sản phẩm rổ mây này. Đấy, cái này thì cái rổ mây này đường kính của nó sẽ là 28 cm. Em báo giá luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một chiếc rổ mây nha. Chỉ có 70.000 thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu là bằng mây nhá. Toàn bộ là được làm bằng thủ công. Đấy, đồ thủ công, đồ mỹ nghệ các bác nhá, đồ thủ công, đồ mỹ nghệ. Cái này thì về các bác dùng để trưng bày này, rồi là mình về mình đựng hoa quả này, đựng những cái đồ nhà mình dùng để deco trang trí rồi là mua về. Đấy, một sản phẩm mây che đan đấy, thân thiện với môi trường này. Đấy, rất ok luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Toàn bộ là được đan bằng tay hết nhá, toàn bộ đan bằng tay luôn, rất đẹp. Đường kính của nó sẽ là 28 cm. Thiết kế là dạng hình tròn bông hoa này. Đấy, hình vòm vòm bông hoa rất đẹp luôn. Đấy, nói chung rất ok nhá, về cái lô này hàng rất là xịn luôn đấy. Đấy, rổ mây nhá, rổ mây đan quá nhá, rổ mây đan bằng tay. Đường kính là 28 cm, hình bông hoa, sẽ có giá là 70.000 quá nhá, 70k cho một chiếc rổ mây nha. Đấy, 70k. Con này chiều sâu nó rơi vào khoảng tầm là 7 cm nhá. Đấy, chiều sâu nó rơi khoảng tầm 7 cm. Đấy, khá là sâu. Các bác đựng những cái đồ nhà mình, đồ hoa quả rồi những cái đồ khô thứ giờ rất là đẹp, rất là xinh luôn. Đấy, ok luôn nhá. Rổ mây 70.000 một chiếc, đường kính 28 cm. Rồi em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái xi đánh giày này. Lên mã cho em sẽ là cái xi đánh giày. Cái xi đánh giày này thì chuyên để các bác đánh bóng giày và đặc biệt là giày da nhá. Đấy, lưu ý cho em là chuyên để các bác đánh bóng giày da nhá, còn những cái dạng giày vải là các bác không dùng đâu. Chỉ chuyên dùng cho các bác đánh giày da thôi. Đấy thì một cái bộ này thì sẽ có giá là 30.000 các bác. 30.000 thì nó sẽ gồm có là một cái dụng cụ để các bác đánh bóng này. Đấy, một cái cục mút như này và đi kèm là một cái chai nước các bác nhá, chai nước đánh bóng. Đấy, chai nước đánh bóng thì đây. Một cái bộ này là sẽ có giá là 30.000 này. Đấy, xi đánh bóng giày. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái xi đánh bóng giày da nhá, chuyên để các bác đánh bóng giày da. Với giá sẽ là 30k nhá. Thì cái này trong này sẵn thì nó đã có sẵn rồi thì về các bác cứ thế là các bác dùng là các bác đánh thôi. Còn nếu mà khi mà hết thì các bác lại lấy cái nước ở trong cái chai này ra các bác đổ ra. Nó là cái dầu bóng nhá, dầu bóng các bác đổ ra cái mút này và bắt đầu các bác dùng cái mút này các bác đánh cho. Rất là bóng luôn đây. Em test thử cái đôi giày da của em này. Đấy, đây em test thử nhá. Các bác nhìn này. Hai bên khác hẳn nhau luôn nhá. Một bên này em chưa đánh này, một bên em đánh rồi, các bác nhìn này. Đấy, nó bóng hẳn lên luôn, nhìn rất là ok, nhìn đúng như giày mới luôn nhá. Đấy, nhìn đúng giày mới này, các bác nhìn đây này. Các bạn nhìn hai phần nó khác biệt nhau hả này. Bên này em đánh rồi này, bên này chưa đánh này. Đấy, thấy không? Bên này chưa đánh. Đây em đánh cho bác coi lại này. Đấy, em đánh cho bác coi lại nhá. Đây. Đấy, đây. Các bác cứ lấy này các bác trà thôi. Lấy này các bác trà thôi. Đấy trà. Đấy có thấy không? Vừa đánh qua luôn cái bóng loáng luôn nhá. Đấy, bóng loáng luôn. Thì chuyên dùng cho các bác nào mà đi giày da các bác nhá. Chuyên dùng cho bác nào đi giày da. Đấy. Những cái đôi giày của bác cũ. Đấy, cũ các thứ giờ rồi thì các bác mua cho em cái miếng mút này về. Đấy, rồi là đi kèm là nó có một cái lọ nước đánh bóng này nữa. Đấy, một cái lọ nước đánh bóng nữa thì về khi mà hết ở trong là hết thì các bác lấy này các bác đổ đây. Đấy, đổ đây thì cái miếng mút nó sẽ thấm và cứ thế là các bác đánh dần ra thôi, đánh dần ra thôi. Đánh rất là bóng luôn đây. Thực tế sản phẩm em đã test đây nhá. Đây là một chiếc này là em đánh rồi, một chiếc chưa đánh này, các bác nhìn này. Hai cái nó khác hẳn nhau luôn đây này. Bên này nó có bóng đâu. Đây bên này. Thấy không? Bóng loáng luôn nhá. Chuyên để các bác đánh giày da. Đấy, vừa làm bóng này vừa bảo vệ cái đôi giày của bác nhá. Lớp da là nó lúc nào nó cũng trong tình trạng là nó ẩm. Khi mà cái lớp da nó trong tình trạng nó ẩm thì cái da nó rất là bền các bạn. Da nó rất là bền, nó không bị nổ da rồi là nó không bị rộp các bạn. Đấy, da là các bác dùng các bác đi cũng phải biết bảo quản nhá. Chứ nếu mà các bác bảo là da thật nhưng mà các bác không biết bảo quản thì da thật hay đến da không thật thì nó cũng đều hỏng hết. Đấy thì các bác lưu ý nè. Đấy, một cái sản phẩm rất hay. Đấy, đây. Bên này chưa đánh này, bên này đánh rồi này, rất hay luôn. Đấy thì đó là cái này là cái xi đánh bóng giày nhá. Đấy, cái xi đánh bóng giày. Đó, xi đánh bóng giày. 30.000 cho một cái cục xi đánh bóng giày này các bác nhá. Chuyên để các bác đánh cho giày da nhá, chuyên để các bác đánh cho giày da. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn pin này.
cực kỳ nhiều bác hỏi em là có con đèn pin cầm tay nó nho nhỏ vừa vừa không để các bác dùng nó dễ dùng này, thì đây về cho bác một cái lô đèn pin, mã sẽ là mã D1 nhá, và em báo giá luôn 120.000 cho một chiếc đèn pin D1 này. Con này thì siêu sáng luôn, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn này, đi kèm cho các bác là một viên pin nhá, một viên pin. Đấy, một viên pin của Panasonic này. Đấy, hàng made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, pin Panasonic và made Japan. Và đi kèm cho bác nữa là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc vào sẽ là cái nguồn điện 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ở đây này. Các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này, là các bác cắm vào để các bác sạc được cho ấy, nó có cái chỉnh cổng USB là các bác cắm vào các bác sạc cho đèn rồi. Còn đây em sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta, con đèn. Toàn bộ của nó sẽ là bằng thân nhôm nhá, toàn bộ bằng thân nhôm, cực kỳ là chắc chắn luôn, cầm chắc tay lắm. Đây, em sẽ tháo đèn và lắp pin vào để test cho bác coi nhá. Cái đầu dương thì các bác sẽ cho vào trước này, đầu dương là cho vào trước nhá. Đấy, đầu âm là để bên ngoài. Đó, sau đó các bác cho vào, các bác xoáy ra. Xoáy chặt giúp em nhá, xoáy chặt tay. Xoáy thật chặt tay nhá. Đấy, xoáy chặt tay là nó mới lên. Đó, còn các bác mà xoáy nới lỏng ra một chút là nó không lên đâu ạ. Đấy, nới lỏng ra một chút là nó không lên đâu. Các bác phải xoáy thật chặt tay vào nhá. Đấy, chặt tay vào. Đấy, con này thì nó sẽ có chế độ 1 này, chế độ 2 này, chế độ 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Ngoài ra con này nó có thể chỉnh được pha luôn, chỉnh được pha hẹp vào này, thu hẹp vào, chỉnh pha rộng ra này. Bằng thao tác là các bác rút cái này cho. Đấy, rút được các bác đẩy cái phần này thì nó sẽ cho pha to ra rộng vào. Đấy, tùy nhu cầu các bác xài nhá. Con này thì các bác yên tâm là cực kỳ sáng luôn, trong tầm khoảng tầm 200 cho đến 300 mét thì rất là sáng luôn. Các bác nhìn cái phần pha nó trụm vào này, có nhìn này, ánh sáng nó trắng xóa luôn, các bác nhìn này. Đấy, đây em đang soi chữ, các bác không nhìn ra là các bác biết là cái độ sáng của nó như nào rồi. Cực kỳ sáng luôn. Đây, còn đây em cho pha nó rộng ra hết này. Đấy, pha rộng ra cũng rất là sáng nhá. Pha rộng ra rất là sáng luôn. Đó, thu hẹp vào này, rộng ra này, rất ok các bác luôn. Cực kỳ hay. Thì đây là cái phần chân sạc nhá. Đấy, em cũng nói luôn, đây là cái phần chân sạc này. Thì về các bác rút cái phần này ra này, rút cái phần này ra thì nó sẽ lộ ra cái phần chân sạc nhá. Nó là chân sạc Type C. Đó, thì đi kèm là nó sẽ có cái dây cáp sạc nha. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, sau đó là các bác nhà có cái cục sạc điện thoại nhà này, các bác cắm vào. Và các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc cho cái đèn này thôi. Đấy, rất là dễ xài các bác nhá, rất dễ xài, rất dễ sử dụng. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Và cái con này khi mà bật lên ấy thì nó sẽ có là báo cái pin ở đây luôn, báo vạch pin đây luôn. Hiện tại là đang full pin này. Đấy, còn nếu mà các bác dùng hết pin thì nó sẽ báo dần dần xem còn một vạch, hai vạch, ba vạch. Đấy, nó sẽ báo cái đèn ở đây luôn, báo đèn pin vạch pin ở đây xem còn nhiều ít để các bác chủ động các bác sạc nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, có cả cái chế độ nháy luôn nhá. Nói chung là các bác cầm tay rồi các bác mang đi, con mang lại con này khá là vừa tay. Nó chiều dài nó khi mà rút ra hết thì nó rơi khoảng tầm là 20 cm thôi. Đấy, nhất rất là nhỏ gọn tiện lợi, mình có thể là bỏ trong ba lô cốp xe, bỏ trong túi quần, có phần dây đeo mang đi mang lại rất là vừa vặn tay. Đấy, và nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá. Các bác nhìn này, cực kỳ sáng luôn, nó có pha rộng này, pha thu vào này, pha thu vào để các bác soi những chỗ nào vị trí nào nó xa. Đấy, pha rộng ra để các bác soi những vị trí gần, rất ok, cực kỳ đa năng cho một con đèn luôn nhá, rất đa năng luôn. Thiết kế cực kỳ chắc chắn, toàn bộ là bằng thân nhôm. Đấy, có đi kèm là dây cáp sạc nhá. Đi kèm cho các bác là cả pin luôn. Đấy, đi kèm cho các bác là cả pin, về là các bác xài luôn, rất ok các bác luôn. Đấy, đây. Pin pin này là pin 18650 này. Đấy, hàng made in Japan. Panasonic nhá, quá xịn sò ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bộ đèn pin D1 nhá, đèn pin D1. Đấy, đèn pin D1 với mức giá là 120.000 nhá, 120.000. Cho một cái đèn pin D1 nha, 120k một chiếc đèn pin D1 nhá, 120k một chiếc, bao gồm là đầy đủ là cả đèn, cả thân đèn, rồi cả dây sạc các thứ đi kèm đó. Ngoài ra thì bên em cũng đang có bán cái cục sạc nha, đó là cái cục sạc chân USB. Cục sạc nguồn vào sẽ là cục sạc nguồn 220, nguồn ra của nó sẽ là 5V 2A nhá. Đấy, tức là các bác sạc cho điện thoại này, rồi là các bác sạc cho cái đèn em vừa quay này. Đấy, nó có dây sạc này, các bác có thể cắm vào sạc cho đèn cũng ok luôn. Cái này thì lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc 2A, dòng này cũng của Samsung này, xịn ngon lành luôn. Cục sạc 2A này với giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái cục sạc 2A nhá, cục sạc 2A với giá là 30k. Đấy, thì bác nào mà chưa có cái cục sạc này thì mình có thể mua về để các bác sạc cho cái đèn này này. Đấy, sạc cho cái đèn này. Còn nếu mà các bác có rồi thì mình về các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình ấy, cắm vào những cái cục sạc điện thoại nhà mình còn dư ấy, là các bác cắm vào đây là các bác sạc cho cái đèn này là ok rồi. Đấy, còn là bác nào chưa có thì mình có thể mua kèm thêm cái cục sạc này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi gừng ngâm chân nhá. Đấy, túi gừng ngâm chân này, một cái túi này là 100 gói gừng nhỏ bên trong nhá.
Đấy, giá của nó sẽ là 50k, nhiều bác hỏi cái mã này lắm ấy. Đấy, nó là cái túi gừng ngâm chân, dùng rất là hay. Đây, nó là những cái túi nhỏ này. Nó là tinh chất là từ gừng xay nhá, gừng xay thì nó sẽ bọc vào thành những cái túi này. Thì mỗi lần các bác ngâm cho em thì cứ 1 đến 2 túi này. Đấy, các bác đun nước sôi lên, sau đó các bác thả cái túi này vào. Rồi bắt đầu là các bác cho chân vào các bác ngâm nhá. Đấy, khi mà ngâm thì nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, vì ở bàn chân của bác là nó rất nhiều những cái dây thần kinh. Đấy, tác động lên cơ thể nhá. Thì các bác ngâm cho em rất là nhạy luôn nhá. Các bác nào ví dụ như là dùng cho mọi lứa tuổi nam nữ nhá, trung niên này, đấy, thanh niên, đặc biệt là tốt cho người già hay mất ngủ này, thông kinh hoàn lạc này, trị chứng mất ngủ này, đấy, rồi là giảm đau mỏi xương khớp, giảm cước chân, lạnh chân, đấy, da mồ hôi chân nhá, rồi là đặc trị hôi chân, đấy, bác nào hôi chân ngâm cái này cũng rất là thơm luôn, rồi là tỉnh táo tinh thần, thư giãn gân cốt và hồi xuân, đấy, bác nào nói chung là dành cho người già rất là tốt luôn, rất là thơm. Các bác mở ra là ngửi mùi thơm luôn, cực kỳ thơm luôn. Thì nó là những cái tinh chất gừng, nó xay ra, sau đó đóng gói vào nhà. Đấy, thì để dùng cho bác ngâm chân nhá, rất tốt cho sức khỏe luôn. Đó, thì một cái túi này là 100 gói này, mà giá thì bình dân chỉ có 50k thôi. Đấy, chỉ có 50k thôi, nó là cái túi gừng ngâm chân nhá, rất là dễ dùng. Đun nước sôi lên, sau đó các bác thả cho em 1 đến 2 túi vào. Mỗi lần thì mình cứ ngâm được 1 đến 2 túi nha. Đấy, thả vào, sau đó là các bác ngâm thôi, có thế thôi. Đấy, ngâm khoảng tầm 25 cho đến 30 phút là ok rồi. Đấy, ngâm đến lúc nào mà nước nó nguội đi là ok. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá, một túi là 100 gói với giá sẽ là 50k, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Mùi gừng rất là thơm, các bác về cứ mở ra, nhận hàng mở ra ngửi mùi thơm phức luôn. Đấy, các bác mở ra thấy mùi gừng rất là thơm rồi đó, ngửi mùi là các bác cảm thấy nhẹ người nhá. Đấy, 100 gói này là 50k cho một cái túi gừng ngâm chân 100 gói nhá, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho người già. Cái này cái nhãn hiệu thương hiệu như ông già, cái này công ty về chuyên về thuốc nam đông y rất là nổi tiếng rồi. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá, 100 gói là 50k cho một cái cả một cái bịch này luôn. Đấy, bán cả một cái bịch này luôn nhá, bán cả một cái bịch này luôn này. Đấy, là 100 gói là 50.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái giá đỡ bát sen này, giá đỡ cho bát sen nhà tắm của thứ rồi. Đấy, nhà bác nào mà hiện tại đang bị hỏng cái bát sen ở nhà. Đấy, cái giá đỡ ở nhà. Đấy, mà bây giờ nhà mình dùng bát sen thì phải có giá đỡ để các bác cài lên cho nó tiện đấy. Các bác đỡ phải để nó lủng lẳng thứ, nhìn nó xấu rồi là nó lung lao này, nhìn nó nhanh hỏng thì các bác mua cho em cái này về. Đó là cái giá đỡ bát sen nhá. Cái này thì bên em đang bán một chiếc giá đỡ bát sen này là 30.000. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ bát sen này là các bác về không cần là các bác phải khoan lỗ đục lỗ gì cả. Nó là cái miếng dính ạ, nó là cái miếng dính thì về có bóc cái miếng dính cho em, bóc cái miếng dính ra. Các bác dính trực tiếp lên cái chỗ mà các bác định vị mà các bác cần cái giá đỡ để ở đấy, để các bác để cái bát sen lên, các bác cứ dính trực tiếp lên đây. Đấy, nó là một cái miếng dính như này nhá, dính trực tiếp và dính cực kỳ chắc nhá, dính chắc lắm. Đấy. Đó, thì về các bác dính vào cái con này, nó có cả chế độ đây này, có cả chế độ lật lên là xuống này, ngất ngửa ở đây luôn này. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá, rất là hay luôn. 30.000 nhá, 30.000. Đấy, 30.000, toàn bộ của nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ inox. 30k cho một chiếc giá đỡ bát sen. Cái này nhà em dùng là khoảng tầm hơn một năm nay, em dính rồi vẫn chắc khư luôn, dùng ok lắm, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, nhà bác nào ấy đang hỏng cái giá đỡ của cái bát sen nhà tắm ấy thì mua cái này về các bác xài cho em, không cần phải khoan đục lỗ gì, về chỉ việc bóc ra dán trực tiếp vào trong cái chỗ mà các bác định vị các bác cần để là ok. Đây, em sẽ quay bác cái nhà em đang xài này. Đây này các ơi, cái này nhà em đang xài khoảng tầm hơn một năm nay này. Đấy, khi mà các bác sử dụng và các bác để đây cho xem là xong. Đấy, rất ok luôn. Con này nó có thể là chỉnh các cấp độ các thứ luôn. Đấy, chỉnh các độ để nó ngả xuống này, rồi để nó đứng lên này cho em này, ok luôn. Đó. Dính nhá, các bác chỉ việc về dính thôi, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đây, bình thường những cái cũ này là các bác cứ phải khoan đục lỗ này, nhưng mà con này là không cần phải khoan đục lỗ gì, nó đỡ hỏng tường rồi là các thứ rồi. Mà nó không còn phải máy móc gì, về mình vệ sinh sạch cái chỗ mà các bác cần dính nhé, dính trực tiếp cho em, chắc khư luôn. Cái này em dùng hơn năm nay rồi, thoải mái đi các bạn, chắc lắm, ok luôn. 30k các nhá, 30.000. Đấy, 30.000 trong một cái giá đỡ bát sen nha. Đấy, sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái súng bắn cát nhá, súng bắn cát. Đấy, về bác nào mà hay phải vệ sinh cái con lốc máy này, rồi những cái bộ phận nó rỉ sét thì các bác mua cho em cái bộ súng bắn cát này về. Thì nó là sẽ gồm có là một cái bình chứa cát này, đi kèm là một cái tay súng đầy đủ cho bác luôn. Đấy, một cái tay súng thì về các bác lắp vào. Đấy, lắp thì rất là dễ dàng kết nối thôi. Đấy, các bác lắp vào đây. Và phần là các bác kết nối với lại cái phần trên này là xong, rất là dễ dàng. Đây, đấy. Khi mà lắp vào thì nó sẽ như này. Và các bác về mở cái nắp vào cho em. Đấy, các bác cho cát vào đây nhá. Mở cái nắp này cho cát vào này.
Đấy, mở cái nắp này cho cát vào trực tiếp vào trong này. Đấy, và phần này dưới này các bác lắp cái đầu hơi vào thì đi kèm là nó sẽ có là cái phần nối hơi thứ đầy đủ bên trong luôn, giòn giếc đầy đủ này. Đấy, rồi phần đầu xịt ra này, các thứ các đồ đầy đủ hết luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Đó, có phần điều chỉnh lượng cát các thứ xuống này, ok luôn. Khóa cát, mở cát này, rồi là phần tay bóp nhá, tay bóp. Bên trong là kim loại, bên ngoài bọc nhựa nhá, chắc chắn cầm không bị trơn trượt. Đây là phần hơi vào này, phần đẩy phần đầu vòi đẩy cát ra này. Đấy, đây là cái bộ súng phun cát nhá, bộ súng phun cát. Bộ này thì bên em đang ở bác giá sẽ là 150.000 bộ này. 150.000 bộ bao gồm là một tay súng và một cái bầu phun cát luôn. Đấy, về các bác nhà bác nào mà có máy hơi rồi ấy, là các bác lắp cho em cái bộ này vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có đầy đủ phụ kiện bên trong luôn. Đấy, về các bác lắp đặt là xài rất ok luôn. Cái này về vệ sinh ấy, phần lốc máy nó bị rỉ sét lâu ngày, là những cái chỗ nó rỉ sét thì về các bác phun vào sạch lắm. Riêng cái dòng súng phun cát này nó vệ sinh cái phần rỉ sét sạch cực kỳ đấy, các bác cùng xem tí về sản phẩm này. Đấy, đây đấy, về các bác đấy cho cát vào nhá. Đấy, cho cát vào đấy, quá lẫy vào nhá. Bắt đầu là các bác xịt này. Đấy, xịt những cái phần đấy, thấy không, sạch ngon lành luôn nhá, bong hết những cái phần rỉ sét lâu ngày. Giờ bình thường các bác xịt nước không để ra đâu, nhưng các bác dùng cát các bác xịt nhá, nó rất là sạch luôn. Đấy, đấy, xịt bong hết rỉ sét các thứ luôn nhá, sạch sẽ ngon lành luôn mà rất là dễ sử dụng. Và lưu ý cho em là khi mà cái các bác dùng cái cát ấy là các bác phải sàng cái cát đây đi, nó không bị hạn chế những cái phần những cái vẩn bẩn nhá. Đấy, hạn chế những vẩn bẩn thì các bác trước khi mà xài cái cát mà các bác cho vào đấy thì các bác phải sàng đi. Đấy, ví dụ các bác lấy cái giá, lấy cái giá nhà, cái rổ giá nhà các bác sàng qua một lượt đi cho hết những cái phần hạt to đi. Đấy, thì để nó có những cái hạt li ti thôi. Đấy, các bác cho đây thì nó sẽ không bị tắc máy nhá, không bị tắc máy đó. 150.000 một bộ này có nhá, đầy đủ là cả những cái phụ kiện đầu nối kết nối đi kèm luôn, là 150.000 một bộ này. Súng bắn cát nhá, súng bắn cát 150k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, nó là cái bộ bản lề cửa tự động này. Cái này nó là chuyên dùng để cho những cái cửa nhá, cửa nhà mình mà bác nào đặc biệt là bác nào quên không hay đóng cửa ấy, là các bác lắp cho em bộ này về. Cái bản lề, bộ bản lề cửa tự động nhá, 60.000 một cái bộ này. Nó là dạng thép nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Bên trong thì rất là chi tiết, đầy đủ phụ kiện để về các bác lắp đặt và sử dụng này. Đây, đấy, đầy đủ phụ kiện này. Gồm một cái bộ bản lề như này. Đấy, đi về các bác lắp vào. Cái phần này các bác lắp vào cái hộc này, còn phần này các bác lắp vào cái cửa này. Nguyên lý động nó rất là dễ dàng thôi. Vì đây, khi mà các bác xài thì đấy, ví dụ là các bác đẩy cửa này, các bác đẩy cửa ra nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đi ra xong thì cửa nó tự động nó sẽ vật lại này. Đấy, thấy không? Đấy, tự động nó sẽ đẩy cửa kín vào luôn. Đấy, nó có cái lò xo cộng lực ở đây. Đấy, nó sẽ đẩy cửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đẩy này. Đó, là nó sẽ tự động nó đẩy nhá, rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Nói chung một cái con sản phẩm thiết kế cực kỳ thông minh để về các bác sử dụng và lắp đặt vào cái phần cửa nhà mình nhá. Cái lực đẩy của nó khá là mạnh nhá, khá là khỏe luôn đấy. Ví dụ như cái con cửa to con này cũng có thể đẩy thoải mái cho em luôn. Đấy, những con cửa to là các bác có thể đẩy thoải mái luôn này. Đó. Bộ bản lề cửa tự động này thì chỉ có 60.000 thôi. Đi kèm này có cả những cái ốc vít để về các bác lắp đặt này, ốc vít này. Rồi là những cái phần hộc nhá. Đấy. Đây, phần hộc này. Đấy, về các bác lắp đặt vào. Lắp đặt rất dễ thôi. Phần trên này thì các bác lắp vào cái hộc này. Đấy, trên này các bác lắp vào cái hộc. Có nhá, lắp vào cái hộc. Đó, còn phần này thì các bác để vào đây. Đấy, cài vào đây. Thì khi nào mà bắt đầu là nó các bác đẩy cái là bắt đầu nó cứng vào đây, bắt đầu là nó sẽ khóa vào và bắt đầu các bác đi ra cái là tưởng là cửa nó sẽ cọp vào luôn. Rất ok luôn nhá. Bộ bản lề cửa tự động sẽ có giá là 60.000 cho một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Đấy, 60k nha, 60k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, về các bác lắp đặt này. Người đóng cửa không gây tiếng ồn làm nghệ sĩ. Hôm nay đấy, em xin đây giới thiệu cho các bác bộ bản lề đóng cửa thông minh không gây ồn rất thích hợp. Đấy, về các bác lắp vào nhá. Đấy, thấy không? Các bác nhìn thấy lắp rồi. Đó, các bác đẩy cửa ra nhá. Đấy. Chỉ việc đẩy ra thôi, còn đóng vào là tự động là nó sẽ đóng, vì cái con này nó có nguyên lý là dạng đẩy mà. Đó, thấy không? Tự động là nó đóng luôn. Hôm nay em xin giới thiệu cho các rất thông minh nhá. Bản lề lọt. Đây không phải là đây. Đây là lắp đặt cửa tự động. Đấy, các bác lắp một bên, các bác lắp vào cái hộc cửa nhá. Còn một bên là các bác lắp vào cái cửa này. Đấy. Các bác kéo cửa này, đấy, đẩy ra nhá là tự động nó sẽ đóng lại luôn. Đó, thấy không? Rất thông minh. Nhiều khi là các bác quên không ai đóng cửa nhá thì các bác dùng cái bộ này cho. Đó, đây, đẩy ra này. Đó, đóng vào này.
quá ok luôn, tự động đóng luôn nhá. Đó đây, các bác cùng xem lại một lần nữa, người lắp đặt này. Một phần lắp ở bên học nhá, còn cái bên kia là các bác cho nó vuông góc ra. Và phần bên kia các bác lắp cho em cái khuy nhỏ vào đây này. Lắp cho em cái khuy nhỏ vào đây. Đấy là tự động nó sẽ đóng vào nhá. Đó thì giá một cái bộ bản lề cửa tự động nha thì sẽ có giá là 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ, toàn bộ của nó chất liệu là bằng thép nhá. Rất cứng cáp dày dẫn luôn. 60k một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Đấy. Đó là cái con dao siêu tầm S1 này, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn. Đó thì hôm nay tiếp tục hàng nó lại về nhá. Giá thì bên em vẫn bình ổn giá cũ để cho bác mua, dễ mua. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 cho một cây dao siêu tầm S1 nha. Nhiều bác hỏi lắm. Đấy, nhưng mà không có hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Một con dao siêu tầm. Đó, bên ngoài này có vỏ bao đầy đủ hết luôn các nhá. Bên trong này, đó một con dao. Con này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm 20 cm đúng không ạ? Đấy, chiều dài nó cứ rơi khoảng tầm 20 cm thôi. Đó. Nhỏ gọn tiện lợi các bác mang đi rừng đi rú các thứ này, rồi là các bác để ở nhà mình sưu tầm này, gọt hoa quả hoa đồ các thứ này, ok luôn, sắc bén lắm các bạn. Đấy, sắc bén ok. Dao sưu tầm S1 các nhá, dao sưu tầm S1 giá đang gửi bác là đi 30.000 một cây này. Đấy, hàng bao sắc bao xài bác luôn, dùng rất ok các nhá. Đấy, rồi mua về sưu tầm, mua về chơi ok luôn. Đấy các bác cùng ngắm lại em nó này, rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đợt này nó về cái lô này, cái vỏ này rất đẹp luôn. Đó, vỏ màu trắng ngọc này. Đấy, có vân ngọc các bác nhá, rất ok. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Chỉ có 30.000 thôi. Đấy các bác mua về sưu tầm, mua về chơi. 30.000 một cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy, nhớ mã cho em sẽ là dao sưu tầm S1. Nhiều bác hỏi cái mã đèn âm trần này. Đấy thì hôm nay em về được cái lô đèn âm trần các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 7W. Đó, mã sẽ là mã đèn âm trần và em báo giá luôn. Con này đang có mức giá là 70.000. Con này nó có thể đổi được màu nhá, có hai màu là màu trắng và màu vàng, có đổi màu đầy đủ hết các bác luôn. Đấy. Viền là viền màu vàng, còn ánh sáng thì sẽ là ánh sáng đổi màu, hai màu, màu trắng và màu vàng, công suất là 7W. Cái này thì nó là dòng công suất 7W thôi nhưng mà nó là dạng bóng LED nên là cực kỳ sáng nhá, cực kỳ sáng. Hàng này thì hàng của Việt Nam. Đấy, hàng tiêu chuẩn Việt Nam luôn, cực kỳ ok. Đây, đấy, có đầy đủ địa chỉ các thứ ở trên thông số địa chỉ ở trên gì luôn. Đó, rất là rõ ràng nhá, thiết bị điện G8 này. Đó. 70.000 nhá, 70.000 cho một cái con đèn âm trần nha, công suất là 7W nhá. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đây có em đang lắp vào cái bộ công tắc nhà em này, để em test cho bác coi nhá, on này. Đấy, đây là ánh sáng màu trắng này. Tắt này. Đấy, bật lên tiếp này. Đấy, nó sang màu vàng này, tắt này, bật này, màu trắng này. Đấy, có hai màu nhá, có hai màu đầy đủ cho bác luôn. Đây, đấy, một con đèn này. Có phần đằng sau này, có phần lẫy cài thứ đầy đủ hết luôn nhá. Thông số kỹ thuật là lẫy cài rất chắc chắn luôn, dây nguồn, dây đồ có thứ đầy đủ về các bác lắp đặt vào. Đó đây. Con này. Đấy, sáng màu trắng nhá. Con này khá sáng luôn các bạn. Đấy, đấy, màu vàng này, trắng này, vàng này. Đó, có đầy đủ hết luôn. Đấy, đổi màu đổi miếc cho bác ngon lành luôn các nhá. Thì các bác về lắp vào, sau đó có công tắc là các bác cứ việc là các bác đổi màu thôi. Sáng lắm ạ, sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Đây về các bác làm đèn trang trí, đèn trần rồi là đèn chiếu sáng cũng ok luôn. Đấy, chỉ có 70.000 một chiếc thôi. Chi tiết về sản phẩm thì cái lỗ khuyết này của nó sẽ là 90mm này, thì nó rơi vào là 9cm nhá. Đấy, thì cái bán đường kính của nó là 9cm và cái góc chiếu của nó là 105 độ nhá, góc chiếu 105 độ. Con này nó sử dụng điện 220 ạ, sử dụng điện 220. Đó, sử dụng điện 220 để về các bác sử dụng đây. Đó, dây nguồn, dây đồ đây, lẫy cài này. Đó, lẫy cài. Rồi là phần mặt trên này, rất đẹp luôn nhá, viền vàng nhìn rất là nổi, sang trọng lịch sự luôn. Quá ok luôn, đẹp lắm, chắc chắn. Có cả ngày sản xuất này, 15/11/2023, hàng mới sản xuất luôn nhá, hàng mới sản xuất luôn. Ok, đấy. 70k, đèn LED âm trần, công suất 7W nhá. Có chế độ đổi màu, màu trắng, màu vàng thôi nhá. 70.000 cho một chiếc này. Tiếp theo thì em về được một ít cái dòng dao chặt, mã của nó sẽ là C3, em báo giá luôn. Con này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây, con dao chặt C3 nhá. Con này nó nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, phù hợp cho các bác nào mà tay yếu. Đấy, dùng con này ok. Con này có thể chặt và thái ok luôn, bao sắc bao xài bác luôn nhá. Dòng thép cực kỳ sắc bén. Đấy, phần trên này thì nó làm nhám này để nó chống dính này, chống trơn trượt này. Phần dưới thì nó trơn bình thường. Đấy, tay cầm ốp gỗ 3 đinh tán nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền thân. Các bác xài những con hàng dao nó đúc liền thân này thì nó rất là chắc chắn mà nó bền. Đấy, không lo nó bị long chui long cán nhá. Đây em sẽ test các bác coi giấy này. Đấy, dao chặt nhưng nó dọc giấy thì các bác yên tâm đi. Về chất lượng con này thì không cần phải nghĩ rồi. Em bán quá nhiều rồi nhưng có cái là nó đang bán nó hết hàng rồi. Hôm nay thì nó hàng lại tiếp tục về. Đấy, hàng các bác nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Có đấy không?
dao dao chặt mà nó liếc liếc giấy mà nó mịn mì luôn nhá, con nhìn này quá ngọt ngào luôn. Con này các bác có thể là thái này, chặt này, ok nha luôn. Đấy, chặt xương, chặt gà, thái thịt, thái thà các thứ ok nha luôn, vừa chặt vừa thái nhá, đa năng luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 100.000 một cây thôi, nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy, chiều dài tổng thể thì nó rơi vào khoảng tầm 30 cm. Nói chung là cầm vừa tay các bác nhá, cầm vừa tay, đặc biệt là các bác nào yếu tay cầm con này là vừa này. Đấy, bác nào nhiều bác hỏi là có con nào nhẹ nhẹ mà ok không, đấy thì đây con này nó là một cái phương án phù hợp, hoặc bác nhiều bác là hay mua về cho các bà xã nhà mình ấy. Bà xã đôi khi là cầm dao to thì đôi khi nó hơi nặng, nhưng mà các bác cầm con này là ok này, các bác phụ nữ cầm con này ok luôn này. Đấy, 100.000 một cây nhá, dao chặt C3 nhá, dao chặt C3 100.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần. Cái keo này ví dụ như về các bác chuyên dùng để các bác vá những cái phần lốc máy bị vỡ này, rồi là những cái phần sắt xiếc các thứ rồi nó bị lủng lỗ này. Đấy thì các bác mua về để các bác vá nhá. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Thì cái này về rất là dễ dùng thôi. Đi kèm thì nó sẽ có là một cái đầu bơm như này nữa. Đấy thì về các bác cho cái đầu bơm vào đây. Đấy, sau đó là các bác tháo cái nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp bảo vệ ra và bắt đầu là các bác bơm lên. Bơm ra một cái các bác bơm ra một cái miếng giấy nào ấy chẳng hạn ấy. Đấy, sau đó là các bác bơm lên, sau đó là các bác dùng cái thanh quẹt này các bác trộn nhá. Đấy, trộn đều lên, trộn đều cái hỗn hợp hai thành phần này lên. Vì cái con này nó là hai thành phần, một thành phần bên này AB này. Đấy, các bác trộn cái này hai lẫn vào, sau đó các bác phết vào những cái chỗ các bác cần vá nhá. Đấy, đặc biệt là các bác vá sắt, vá xiếc các thứ là con này ok lắm. Đấy, vá sắt, vá những cái chỗ nào nó bị lủng nhá. Keo hai thành phần nhá. 40.000 cho một cái tiếp keo hai thành phần nha. Đấy, thì nó sẽ có là hai tiếp, một tiếp A và một tiếp B. Đấy thì nó gọi là keo hai thành phần là 40k nha, 40k. Cái này mà khi mà nó khô đi ấy, nó cực kỳ rắn luôn, nó rắn hơn cả sắt luôn. Đấy, nó rắn hơn cả sắt luôn, rắn lắm. Đấy, keo hai thành phần 40.000 cho một tiếp keo hai thành phần nha. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà về dùng được các bác đổ ra, sau đó các bác trộn đều lên. Đấy, và những cái chỗ nào các bác cần gắn kết thì các bác dùng cái đấy các bác bôi vào, phết vào nhá. Đấy, dùng nó rất là ok luôn. Đấy, thì nó rất là dễ dùng. Đấy, keo hàn chắc như hàn xì luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, tiếp keo hai thành phần. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác biết cái dòng keo này rồi. Đấy, về thì các bác trộn đều nhá, nhớ cho em là trộn đều vào. Đấy, trộn đều vào, sau đó các bác phết vào những chỗ các bác cần dán nhá, dán sắt dán chiếc ok lắm. 40.000 cho một cái tiếp keo hàn thành phần nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bật lửa đồng hồ này. Nhiều bác hỏi cái mã này đó, về các bác có mua về sưu tầm, mua về sử dụng, 90.000 cho một chiếc bật lửa đồng hồ nhá, 90k một chiếc đây. Chiếc bật lửa đồng hồ rất xịn sò ngon lành luôn. Con này nó có tích hợp là vừa bật lửa và vừa đồng hồ luôn, rất là hay. Đấy, đây phần trên này là bật lửa này. Đấy, trên bật lửa, phần dưới thì sẽ là đồng hồ. Cái này thì hàng này thì khi mà mua về thì bên em không để ga nhá, vì để ga nó rất là dễ cháy nổ, vận chuyển các thứ người ta không cho vận chuyển. Đấy thì về các bác tự bơm ga nhá, về nhớ cho em là các bác tự bơm ga vào đây. Đấy, và khi mà bơm ga vào thì các bác bật thì nó sẽ lên. Còn đây là đồng hồ, khi mà bật lên này, đồng hồ nó sẽ đồng hồ nó sáng đèn luôn, rất hay. Đấy, và lúc nào dùng ấy thì các bác ấn cho em cái phần lẫy này vào. Đấy là sẽ đồng hồ nó sẽ chạy này. Đấy, đấy không, đồng hồ chạy ngon lành luôn nhá. Đấy, mặt đồng hồ cũng rất là đẹp, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng. Đấy, ok luôn. 90.000 một chiếc nhá, 90.000 một chiếc, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, 90.000, rất đẹp. Bật lửa đồng hồ nhá, lên mã cho em sẽ là cái bật lửa đồng hồ. 90k cho một chiếc bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Giá quá bình dân, hàng rẻ luôn mà rất là đẹp. Vừa sở hữu cho em một chiếc đồng hồ này. Đấy, mình đi lại xem giờ giấc này. Vừa có một chiếc hộp quẹt để mình châm thuốc, châm thiếc các thứ ok luôn. Bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ 90k. Về là các bác tự bơm ga nhá. Hàng bên em là không có ga sẵn đâu, về là các bác phải tự bơm ga vào đây này. Đấy, về tự bơm ga vào đây nhá. Đấy, hàng không có sẵn ga. 90k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con nồi lẩu mini này. Đấy, hôm nay thì em cũng lên mã giảm giá, thanh lý xả kho cái mã này luôn. Đó, lên mã thì em sẽ làm một cái con nồi lẩu mini. Đấy, trước khi đi vào quay trực tiếp em báo giá luôn nhá. Nồi lẩu mini này. Nồi lẩu mini các bác có thể ăn lẩu này rồi là xào nấu ở đây được luôn, rất tiện dụng. Đấy, cực kỳ là hay. Giá thì bữa trước đang bán là 160.000, hôm nay em lên mã xả kho luôn. Giá sẽ chỉ còn có 120k thôi, 120.000 cho một cái con nồi lẩu mini này, chỉ có 120.000 thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ mà các bác có thể nấu đa năng. Nhà khoảng tầm 3-4 người nấu con này rất ok. Đấy, ăn lẩu các thứ này, rồi là nấu canh, chiên rán xào nấu ở đây ngon lành luôn. Con này công suất của nó sẽ là 600W nhá, và sử dụng điện 220. Đường kính nồi là 18cm, nó rơi vào khoảng tầm 1.8 lít nhá. Đấy, nồi khá là to nhá. Đây, một con nồi lẩu đây. Đấy, con nồi lẩu này.
cực kỳ chắc chắn luôn. Có phần quai cầm nhá, có phần quai cầm. Cái đặc điểm của cái nồi này, ưu điểm của cái nồi này là sôi rất là nhanh, sôi cực kỳ nhanh luôn. Cái này em đã, bữa trước em đã test rồi, em đã xài nhà em ăn lẩu nhà em rồi, sôi nhanh dã man, sôi nhanh lắm. Đấy, bên trong thì có một cái lớp chống dính này, thì các bác có thể ăn lẩu này, xào này, rồi là các bác nấu nướng vào đây cho em thoải mái luôn. Đấy, bất cứ các món tác vụ cơ bản mà các bác sử dụng gia đình thì con này nó sử dụng quá ok. Dán trứng vào đây ngon lành luôn, vì nó có lớp chống dính này, rồi là xào này, nấu canh này, rồi là ăn lẩu này, đa năng luôn nhá. Đấy, có phần quai cầm. Cái này là cái điều chỉnh cấp độ nóng nhá, cấp độ 1, cấp độ 2 và tắt hẳn đi. Đấy, thì nó sẽ có cái vòng xoay, núm xoay ở đây. Và đi kèm thì sẽ có là một cái xưởng hấp nhá các bác nhá. Xưởng hấp thì ví dụ như là các bác có những cái món là bánh bao này, rồi là tôm chiên này, rồi tôm hấp các thứ này, thì các bác cho đây các bác hấp này. Đấy, và nắp vung đi kèm. Đó, nắp vung đi kèm nhá. Nắp vung là bằng kính trong suốt luôn nhá. Đấy, thì các bác ăn lẩu thì các bác bỏ khay này, các bác đậy nắp này vào. Còn không thì các bác hấp thì các bác cho nước vào đây. Đấy, để cái xưởng lên. Và các bác đậy vung này và để các bác hấp nhá. Sử dụng nguồn 220 nên là các bác dùng rất ok rồi. Đây là cái phần dây cắm nguồn của nó này. Đấy, dây cắm nguồn. Đó, thì bên hông của nó nhá. Bên hông là cái nút, cái cổng nguồn các bác cắm vô đây. Đấy, các bác cắm vào điện là các bác bật công tắc lên là các bác xài thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng mà cực kỳ là đa năng. Đấy, đa năng lắm ạ. Nói chung là một con nồi lẩu mà đa năng, nấu cực kỳ nhiều món này, từ hấp này, xào này, luộc này, nấu canh này, ăn lẩu này, rồi là chiên trứng này, chiên rán, xào nấu, cực kỳ đa năng luôn. Nồi lẩu của Saban nhá. Giá thì đợt này đang được giảm giá, xả kho chỉ có 120.000 thôi, 120k. Đây các bác cùng xem video test thực tế về cái sản phẩm này nhá. Các bác cùng xem lại đây. Mọi người, lại là em đây. Hôm nay nhà em về nồi lẩu mini nha mọi người ơi. Đó, em sẽ test luôn cái nồi lẩu này cho mọi người xem nhé. Đầu tiên thì em đi hấp quả trứng này. Đó, sau đấy thì em dán trứng này thôi. Dán trứng cực kỳ ngon này. Quả trứng vào bán, mọi người thấy chưa? Lớp chống dính rất là xịn sò nhá. Dán trứng quá ok luôn nhá. Nhiệt độ nóng rất là nhanh. Đó, đấy, dán trứng xong rồi nhá. Món xào này, đầu tiên thì em sẽ băm tỏi ra này, phi thơm lên này. Xào rau luôn này. Bỏ rau vào. Sau khi bỏ rau vào thì em sẽ điều chỉnh nước vặn cho nhiệt độ nó to lên một chút và đổ nước vào. Đó, mọi người thấy chưa? Chưa đầy một phút thì là nước đã sôi rồi. Rất là nhanh phải không mọi người? Đấy, xào rán trứng này, rồi là xào rau, nấu canh này, ăn lẩu này. Và các bạn sinh viên hay là mọi người đi làm ở trọ ấy, ở một mình á, thì nên sắm ngay cái em nồi này về nhá. Đó, mọi người nhanh tay nhất vào giỏ hàng của em ở bên dưới để sở hữu sản phẩm nhanh và tiện ích. Con này nói chung là nó phù hợp cho mọi đối tượng luôn, từ người già này, các bác nhà ít người này, rồi là cho đối tượng sinh viên này. Đấy, sinh viên ở 1-2 người, rồi là các bác gia đình nhà mình cũng được. Đấy, 3-4 người cũng có thể ăn một cái nồi lẩu như này thoải mái luôn. Đấy, ăn một nồi lẩu rồi là nấu nướng vào đây thoải mái luôn cho em. Đó, mà giá thì bình dân chỉ 120.000 thôi. Lên mã em sẽ là nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini nấu đa năng, các món các kiểu các loại luôn, là 120k một chiếc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ keo dán giày. Lên mã em sẽ cái lọ keo dán giày nhá, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ keo dán giày nha, keo dán giày này. Đấy, keo dán giày, giá của nó sẽ là 20k một lọ nhá, 20.000 cho một lọ keo dán giày. Cái này về chuyên để các bác dán giày này, dán dép này. Đấy, giày rách, dép rách, đấy, bong đế các thứ là về các bác dán nhá. Đấy, keo rất là dính luôn. Và nó thiết kế rất là hay, là thiết kế cái dạng đầu kim như này, có nhìn này. Đấy, thiết kế dạng đầu kim, nghĩa là lúc nào keo cái lỗ kim này cũng trong tình trạng là nó sẽ được thông nhá. Bình thường là các bác để là nếu mà để lâu ấy là những cái phần đầu keo nó hay bị bít vào này, là các bác có phải cắt và các bác có phải đục. Nhưng mà con này đây thiết kế rất thông minh, là các bác cho vào, là các bác đậy nắp này vào thì nó có một cái kim này, đầu kim này, nó sẽ chặn cái phần keo thừa, nó sẽ đẩy hết xuống và nó không bị bít cái đầu keo vào nhá. Đấy, và lần sau là các bác chỉ việc mở nắp ra là nó sẽ thông được luôn. Đấy, không, nó không bị bít đầu keo nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Giá sẽ là 20k cho một cái lọ keo, một típ keo dán giày nhá. Một típ này là 60ml. Đấy, một típ này là 60ml. Lên mã sẽ là keo dán giày 20k một típ nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, rất ok. Dính giày, đế giày rách này. Đấy, rồi là dép guốc các thứ này, ngon lành luôn nhá. Đấy, ngon lành luôn, rất tiện dụng, dính dép này. Quá ok luôn nhá. Đấy, rồi là dính giày rách nó bị nứt các thứ này, rất tiện dụng luôn. 20k có nhá, 20k một típ keo dán giày này, 20.000 một típ nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con kéo cắt cành hộp kính nhá. Lên mã em sẽ là con kéo cắt cành hộp kính, hàng của Japan. Đấy, hàng của Japan, hàng của Nhật, rất xịn sò. Kéo cắt cành hộp kính. Đấy, con này thì giá thì cũng bình dân thôi, chỉ có 70.000 một cây. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. 70k các bác sở hữu ngay cho em một con kéo đẹp chất lượng nha. Đấy, chắc chắn lắm. Con này các bác bấm cành em kiếp cho em. Rất dày nhá, có nhìn thứ kéo rất dày. Đấy, có phần là khóa này, lò xo thứ đồ thứ rất tiện dụng luôn. Đấy. Hàng này thì hàng của hãng, hàng của thương hiệu Hai Bossy này. Đấy, Hai Bossy có phần lò xo trợ lực này. Đấy, bóp rất là êm nãy tay.
có phần bọc cao su chống trượt, các bác mua về cắt cành cắt cây con này là quá hợp lý luôn. Giá thì nó bình dân thôi, chỉ có 70k thôi nhá, 70.000 cho một chiếc kéo cắt cành hộp kính nhá. Con này cái phần khóa này thiết kế rất hay này. Đấy các bác ấn đi, các bác ấn vào khóa bình thường, còn lúc nào các bác muốn mở thì các bác ấn cho em, ấn mạnh vào nhá. Các bác này bình thường là các bác bóp mạnh vào này, bóp mạnh vào này. Các bác nhìn phần khóa này, nhìn phần khóa này. Đó thấy không? Tự động nó sẽ nảy ra luôn. Các bác không cần phải thao tác, là khóa thì các bác mất công thôi, chứ còn các bác mở thì các bác ấn mạnh vào, tự động nó sẽ nảy ra luôn. Rất thông minh. Đấy, thiết kế cực kỳ thông minh, nói chung là một trong những thiết kế của người Nhật, người ta thiết kế nhiều cái rất là thông minh luôn nhá. Đó. 70k nhá, chắc chắn lắm. 70.000 cho một chiếc kéo cắt cành hộp kính nhá. Thì cứ lên mã em sẽ là kéo cắt cành hộp kính. Vì cái hộp này nó bằng cái hộp nhựa kính trong suốt mà, đây này, toàn chữ Nhật này. Đấy. Bằng nhựa kính trong suốt mà, thì em lên luôn mã sẽ là kéo cắt cành hộp kính này. Kéo cắt cành. Kéo cắt cành hộp kính nhá, hộp kính. Giá của nó sẽ là đi 70.000 nhá, 70k cho một chiếc kéo cắt cành hộp kính này, chỉ có 70.000 thôi. Cắt sắc bén lắm, bao dùng bao xài bác luôn. Cắt cành cắt cây cối thứ là sử dụng gia đình là vườn tược là quá là ok rồi, chỉ có 70.000. Nguyên mới nguyên hộp luôn đó nhá, mới nguyên hộp luôn. Cũng là một cái sản phẩm kéo, nhưng mà cái con này nó là cái cây kéo cắt gà đó nhá, cắt gà, cắt thịt, cắt xương. Đấy, cắt nhà bếp con này là ok. Hàng của Nhật nhá, con này của Japan này. Đấy, thép SK5 thì cực kỳ sắc bén và không lo nó gì xét nhá, cũng có phần khóa hãm này. Đấy, kéo thì cực kỳ chắc bén, sắc bén luôn. Cái phần thớ kéo rất là dày, tay cầm này. Đấy, tay cầm cầm nó rất là dễ cắt mà nó có lực mà nó ôm. Đấy, ôm tay. Có phần lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác cắt rất là nhàn. Chỉ việc bóp thôi các bác mở là tự động, là mở nó sẽ tự động, lò xo nó sẽ đẩy ra nhá. Có phần khóa hãm. Đấy. Con này thì cũng bao dùng bao xài bác luôn. Cắt và gà này, cắt cắt thịt này, cắt rau củ quả này, các thứ này. Đấy, những cái con gà ăn vịt các thứ các bác ngại dùng thớt ấy, thì các bác dùng con này các bác lôi ra các bác nghiến cho em. Đấy. Các bác cầm các bác nghiến cho em là ok luôn. Giá thì cũng bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái cây cây kéo cắt gà Nhật nhá, kéo gà Nhật. Con này thì đang gửi bác giá sẽ là đi kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật thì đang sẽ có giá là 130k thôi, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Bình thường là nhà em đang bán là khoảng tầm 150-170 cây đấy. Đợt này đang giá rất tốt, chỉ có 130.000 thôi. Kéo thì cứ bao dùng bao xài luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn, chất lượng lắm. Đấy, bấm thì ngọt cực kỳ luôn. Xương xiếc các thứ là con này nghiến thoải mái luôn nhá. Những xương gà, xương vịt các thứ là những cái con gà vịt các bác không dùng thớt, các bác dùng con này các bác cắt thì cứ cắt thoải mái luôn, xương gà xương vịt cắt thoải mái trong luôn. Đấy, chắc sắc bén, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp là hợp lý. Kéo cắt gà Nhật nhá. Đấy, 130.000 một cây. Đấy, 130k một cây kéo gà Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con chảo 18 cm này. Lên mã em sẽ là cái chảo 18 cm nhá. Con chảo thì hiện tại đang làm mưa làm gió bên em, bán cực kỳ nhiều, bán từ nọ là bán chắc là mấy nghìn chiếc rồi. Kinh khủng khiếp luôn, mà nó dùng quá ok mà giá thành hạt rẻ. Dòng này thì chống dính 100% luôn nhá, chống dính cả trong và ngoài luôn, anh có nhìn này, chống dính cả trong và ngoài luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, chống dính cả trong và ngoài luôn. Cái sản phẩm này thì giá nó thì quá là siêu rẻ luôn, chỉ có là đi 40k thôi. Lên mã em sẽ con chảo là chảo 18 cm. Đấy, chảo 18 cm nhá. Giá của nó đang bán là thanh lý là chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho một con chảo 18 cm. Con này đường kính của nó là 18 cm. Đấy, có phần tay cầm các thứ đầy đủ luôn. Đấy, về để các bác sử dụng là các bác lắp vào là xài. Thì khi mà gửi thì bên em sẽ gửi kèm thêm cho bác là những cái phụ kiện, ốc vít các thứ tay cầm đi kèm này. Đây. Đấy, thì về để các bác lắp đặt và các bác xài. Còn bên em sẽ tháo rời ra để tiện việc vận chuyển, nó đỡ cồng kềnh. Còn về thì các bác nhận hàng các bác lắp vào. Đấy, xoáy con ốc vít này vào, đây là các bác bắt cái tay cầm là các bác xài thôi. Đấy, nhà bác nào ví dụ ít người hoặc là các bác có những cái món nhỏ nhỏ này, nấu sốt, nấu xiếc các thứ vào đây này, rồi là dán ví dụ dán trứng trước, dán ít thôi, ốp la 1-2 quả thôi cũng ok. Hoặc là dạy các bác sử dụng nấu đồ ăn sáng này, rồi là nấu bột, nấu biếc các thứ vào đây cũng ok luôn nhá. Đấy, rồi là những cái món nhỏ nhỏ các bác xài con này cho em rất là hợp lý luôn. Chỉ có 40.000 thôi. Cái chảo này thì nhiều bác hỏi là có dùng bếp từ không, thì em nói luôn là con này dùng được các bác nhá. Dùng được. Đấy, bếp từ này, rồi là bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp củi, bếp rơm, tất cả các loại bếp là đều dùng hết luôn nhá. Đấy, tất cả đều các bếp đều dùng hết luôn. Đường kính chảo là 18 cm thì cũng khá là to rồi. Đấy, các bác sử dụng gia đình con này là quá ok luôn. 40.000 thôi nhá, 40k thôi, chỉ có 40.000 thôi. Giá nó quá là rẻ luôn đấy các bạn. Siêu rẻ luôn đấy. Các bác siêu mua đâu con chảo này chỉ có 40.000. Giá nó quá tốt luôn đấy. 40k cho một chiếc chảo này, lại còn có cả chống dính luôn nhá, có cả chống dính luôn. Đang bán là 40k, chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm, có phần tay cầm chắc chắn lắm.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó cái lọ keo đa năng. Đấy, lọ keo đa năng, lên mã em sẽ cái lọ keo đa năng này. Lọ này thì bên em đang bán khá là nhiều rồi. Một tiếp này thì cũng có trọng lượng là 60g. Đấy, về các bác dán đa năng cho em. Đấy, dán các kiểu loại, dán gỗ, dán sắt các thứ rồi. Dán đồ trên tường, dán đồ dưới đất các thứ cho em ok luôn. Nó là dạng keo trắng nhá. Con này thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc xoáy nắp, mở đục lỗ các bác dán thôi. Đấy, bơm lượng keo các bác dán nhá. Và lưu ý em là các bác để trong vòng 24 cho đến 72 giờ thì nó sẽ khô keo. Và khi mà nó khô rồi thì nó cứng đúng như là bê tông luôn. Nó cứng như bê tông còn đục có được, nhưng con này không đục luôn, nó cứng như đá các bạn. Cứng lắm, nó khô và nó cứng dã man luôn. Đây bên em đang bán giá thành hạt rẻ lắm, các bác dễ mua cực kỳ luôn. 20.000 thôi nhá, 20k. Lên mã em cho cái lọ keo đa năng này. Bên em đang bán một lọ keo đa năng nha, với giá sẽ là 20k một lọ nhá. 20k trên một lọ. Và các bác lấy 3 lọ. Đấy, 3 lọ keo thì giá sẽ là 50k. 3 lọ 50k, còn lấy một lọ tính giá lẻ là 20k. Còn lấy combo 3 lọ này là sẽ là 50.000 cho combo 3 lọ keo đa năng nha. Dùng cực kỳ ok luôn đấy. Cái này thì bán khá nhiều rồi. Sản phẩm rất là chất lượng luôn nhá. 20.000 một lọ keo đa năng nhá. Mà 50k cho 3 lọ. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nó rất là chắc chắn luôn. Đó, dán cực kỳ ok. Đấy, keo đa năng 20.000 một tip một lọ nhá. Còn nếu các bác lấy 3 lọ thì sẽ tính giá 50.000. Cái vòi xịt vệ sinh. Đấy thì bữa trước rất là nhiều bác chưa mua được. Đấy hôm nay các bác tranh thủ chốt nhanh luôn các nhá. Chốt nhanh luôn. Đấy, số lượng có hạn và sản phẩm thì tiếp tục về lô mới. Hàng này nói chung là về chất lượng thì cực kỳ đảm bảo để các bác sử dụng rất ok rồi đây. Rất ok rồi. Đấy, sản phẩm thì cực kỳ đảm bảo các bác luôn nhá. Bộ vòi xịt vệ sinh để về các bác lắp đặt vào cái phòng vệ sinh nhà mình các bác nhá. Đấy, để sử dụng ok. Chất liệu thì toàn bộ sẽ là inox 304. Đấy, chất liệu inox 304. Hàng của thương hiệu Osaka, Osaka Japan này. Đấy, đến từ thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 100% nha. Đây em sẽ view cho bác chi tiết này. Một cái bộ sản phẩm này thì trong một bộ này sẽ gồm có đầu tiên là một cái tay xịt các nhá, một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt. Đấy, cái phần bóp nó rất là êm và cái lực xịt nó rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì dùng quá ok, các bác nhìn phần inox này. Cực kỳ dày luôn. Gen của nó vào sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen nó vào sẽ là gen 21. Và đi kèm là một cái sợi dây các bạn. Dây thì sẽ là dây inox 100% luôn, dây chống gập chống rối nhá. Gen ở hai cái đầu này cũng là gen 21 để về các bác kết nối vào nguồn nước như mình. Đấy, hầu như bây giờ người ta toàn dùng gen 21, nó là cái gen mã phổ thông nhất rồi. Đấy, và tiếp theo nữa là một cái bộ đế cài. Đấy, đế cài nhá. Và trong bộ đế cài này đi kèm luôn các bác là sẽ có là cả ốc vít luôn. Đấy, về là các bác có ốc vít để bắt luôn. Các bác chỉ việc là khoan nhầm hai cái lỗ, sau đó các bác đệm hai con nỏ vào là các bác bắt cho ốc vít vào là xài thôi. Đây là cái giá đỡ cái đế cài của nó nhá. Ốc vít bên em làm thì sẽ làm luôn cho bác, sẽ ốc vít bằng inox luôn. Đấy, nên là full bộ bằng inox luôn nhá. Những con ốc vít bằng inox này thì các bác xài
là ở trong cái điều kiện mà ví dụ nhà vệ sinh, nhà tắm nó hay bị ẩm ướt ấy, thì các bác xài không lo nó bị gì ạ, không lo gì, nói chung là cực kỳ chu đáo luôn. Đây full combo một cái bộ sản phẩm này đó, tay xịt này, dây này, rồi là giá đỡ fit đi kèm. Đấy, một cái bộ này thì hiện tại em đang gửi bác một cái mức giá rất là hợp lý để các bác rất là dễ mua luôn. Hàng Su 304 đấy, Osaka Japan. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 100k một bộ nhá, 100k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh này. Đó, giá đang bán là sẽ là 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh nha. Đấy, 100.000 cho một bộ vòi xịt vệ sinh. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác lắp đặt cái sản phẩm này thì những cái phần gen như này này thì các bác bổ sung cho em một ít cái băng keo non ấy. Đấy, bổ sung ra quán mua cho em một ít cái băng keo non về các bác bổ sung trên một chút để khi mà các bác lắp đặt thì nó sẽ kín hơn. Đấy, nó kín hơn nhé, nó không bị chẳng may là nó các bác xoáy nó không đủ lực rồi các thứ là nó về sau này các thứ là nó đỡ bị giò nước hay là ảnh hưởng nhá. Mình cứ bổ sung cho em ít cái băng keo non vào thì khi mà các bác dùng nó sẽ bền hơn nhá, nó bền hơn mà cái gen cái giò của nó sẽ đảm bảo hơn, cái gen nó sẽ đảm bảo hơn các nhá. Đó thì là 100.000 các nhá, 100.000. Toàn bộ là sẽ inox 34, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó là các bác test nam châm cho em thoải mái luôn. Đấy, test nam châm cho em thoải mái, cam kết các bác là inox 34 100% nhá. 100k một cái bộ vòi xịt vệ sinh nha. Và các bác xem về cái con sản phẩm cái con vòi xịt nhà em đang sử dụng nhá. Đấy, con vòi xịt nhà em đang sử dụng này. Đó, cũng đang sử dụng luôn. Cực kỳ ngon nhá. Đây nhà em không có cần tăng áp tăng nhiệt gì nhưng mà vòi xịt ra rất là đều luôn. Đấy, tia nước ra rất là thẳng nhá. Đó, xịt ra rất đều. Nói chung là cực kỳ là ngon, xịn sò chất lượng nhá. Inox 304. Đấy, hàng thì bóp này, các bác nhìn này, bóp nó rất là êm luôn nhá. Đấy, bóp rất êm luôn. Đấy, bóp rất êm, rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, đây, xịt ra nước này rất là đều, rất là khỏe nhá. Đó, mới con vòi xịt nhà vệ sinh. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể là cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9.5cm gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác
bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này, đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng, đấy, nó còn chế độ sáng rộng này, thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng, thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy, dùng để ăn cơm, rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn, đó em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn, đó rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn, nó cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây, đó tổng quan đây. Đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào, đấy chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện, đấy xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá, nó cầm nắm rất là vừa tay, đó và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng một cái đèn này thôi. Có nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá, các bạn nhìn này, nét cứng luôn, đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá, đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn, đây đằng này nhá, đây này, các bạn nhìn này, bờ ruộng, bờ giếc, sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá, đây quay xem này, đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá, đây rồi bụi cây đây. Các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy. Sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho bác luôn nếu bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng của bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa? Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy em sẽ bật bên này chưa? Đó bật bên này. Đấy bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bạn nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bạn nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này. Ui giời.
dã man luôn nhá, một cái con đèn nó phải, em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng nhá. Đây đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó đây đây đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy sáng dã man luôn. Đây chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Em lên luôn bác mai hàng, đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này, lên mai em sẽ là cây bút lấy dấu bằng đồng nhá, em báo giá bác luôn. Giá tại bên em đang bán một cây bút lấy dấu này là 40k một cây nhá, 40.000, 40k một cây bút lấy dấu, hàng bằng đồng luôn, lấy nhẹ nhàng tình cảm lắm. Đây sẽ lấy thử bác xem, lấy một cây này bắn phát nào là ăn phát đấy luôn, bắn cực kỳ mạnh và nó rất là nhẹ, thao tác rất là dễ dùng nha. Đây em sẽ lấy bác xem nhá. Đây đây em lấy một cái gỗ này, có nhìn này, ấn nhẹ cái này đấy, ấn nhẹ cái là tự động nó sẽ ăn được ngay đó, lấy phát nào là ăn phát đấy luôn, có nhìn này, lỗ luôn nhá. Đấy, các bác có thể lấy trên mọi vật liệu cũng như là gỗ này, rồi là sắt thép nhựa nhiếc các kiểu luôn. Đấy, lấy dấu để các bác khoan đục, rồi là các bác đánh dấu để cho mình lấy dấu mình làm cái vị trí chính xác luôn nhá. Đấy, nó không trượt phát nào luôn nhá. Rồi lên mã em sẽ sẩm là cây lấy dấu nhá, hiện tại em đang bán một cây lấy dấu này là đi 40k nhá, 40.000 một cây lấy dấu bằng đồng, hàng dùng thích lắm, ok lắm. Đấy, nói chung là mình bác thợ thuyền gia đình nên có mỗi nhà một chiếc này, dùng tiện này. Đó, dùng hay lắm. Tiếp tục về số lượng lớn cái dòng bóng 3W, được sự hưởng ứng bảo ủng hộ các bác thì tiếp tục lại về. Đấy, giá tốt mà sản phẩm dùng ok quá luôn, các bác ủng hộ rất là nhiều. Bóng 3W nha, con này thì cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi, thì các bác có thể là sử dụng lắp ở đầu đường, đầu cổng này, đường đi lối lại này, hoặc là các bác sử dụng làm đèn ngủ cũng ok. Đấy, rồi là mình có thể là thắp qua đêm mà không sợ tốn điện nhá, vì cái công suất nó chỉ có 3W thôi, nó rất là nhỏ và cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác có thể sử dụng nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, dòng chip LED siêu sáng nhá, tiết kiệm điện, đuôi sẽ là đuôi xoáy và giá thì hợp lý nữa. Thì em đang bán một cái quả bóng đèn 3W này giá chỉ có 10k thôi, 10k giá quá rẻ luôn nhá. Bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W giá bên em đang bán là 10k một quả bóng đèn 3W nha. Rồi tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, đó là cái dây sạc nhá. Bên em sẽ là sản phẩm là dây sạc 3 đầu này. Đấy, dây sạc 3 đầu hoặc là dây sạc cam đều được nhá. Đấy, dây sạc cam hoặc là dây sạc 3 đầu. Đợt này nó về cái lô này hàng xịn lắm, hàng là bên ngoài đều được bọc một lớp silicone chống gập chống gãy nhá. Các bác có thể là uốn éo các kiểu này, thả ra nó lại bình thường. Đấy, nó dòng bọc silicone nhá. Đấy, và nó sẽ gồm có là một nguồn vào. Đây, nguồn vào đây. Nguồn vào thì sẽ là cổng USB và nguồn ra này. Đấy, nguồn ra thì sẽ là ba chân nhá, ba chân luôn. Ba chân, một chân Type-C này, một chân micro USB và một chân Lightning. Đấy, thì các bác có thể sạc đa dạng các loại máy, ví dụ như là Samsung, iPhone, Oppo, rồi là Vivo, LG, Motorola, rồi là Nokia, các loại điện thoại luôn. Đấy, nói chung là ba cái chân này hiện tại đang là ba cái chân phổ thông nhất trên thế giới và cũng đang rất là nhiều những người dùng, cũng như là những cái hãng nổi tiếng người ta đang dùng cái chân này, thì hiện tại đang có mặt trên cái dây sạc luôn, là về các bác sạc đa năng được các loại máy nhá. Đó. Và dây nguồn vào thì cắm vào cái cổng USB này mình là xong. Đây em sẽ cắm cho bác xem này, con này khi mà cắm lên nó còn có cả đèn báo cơ, nên là hay lắm. Đây em cắm cho bác xem nhá. Đây có thấy không, nó lên cả đèn báo luôn này. Đây lên đèn báo từng dây một luôn nhá, từng dây một đều có đèn báo luôn nhá. Đấy, có cả đèn báo luôn. Đó, đèn báo sáng. Cái này là em đang quay ở trong đây, có nhìn này. Đấy, dây tối em đang om này. Đấy, thấy không, nó lên đèn luôn nhá, rất là hay luôn, có cả đèn luôn nhá, đầy đủ luôn. Dây đều được, phần đầu này đều được gia cố bằng kim loại, cái loại thép chống rỉ nhá, rất là cứng cáp chắc chắn, không lo gập gãy nhá. Dây bọc silicone không bị rối rồi, không bị gập gãy gì cả, dùng cho em thoải mái đi. Dây này thì nói chung là dùng thì siêu bền rồi, và dây nó dài lắm, dây khá là dài đấy, dây chắc khoảng tầm nói chung là khoảng tầm là đi đợi chút điểm đo này,
nó rơi vào khoảng tầm 1m2 quá. Dây này là 1m2 nhá, dây 1m2, dây khá là dài luôn. Lên mã em sẽ là phẩm là dây sạc 3 đầu nhá. Bên em đang bán một cái dây sạc 3 đầu này là đi dây sạc 3 đầu này, dây sạc cam nhá, dây sạc cam đi. Dây sạc cam giá em đang bán là 40k nhá, 40k. 40.000 một cái dây xây sạc cam này. Giá này gọi là giá siêu siêu tốt luôn đấy, thị trường đang bán một cái dây này khoảng tầm 5-60.000 một dây đấy, bên em bán được 40.000 thôi. Giá quá rẻ dễ mua này. 40k nhá, dây sạc cam 40.000 một dây. Đó. 3 đầu sạc đa năng. Đấy, phích cắm dẹt nhá. Lên mai em sẽ là phích cắm dẹt này. Dòng phích này để chuyên về quá cắm cho những cái dòng ổ điện Nhật của nhà nhà mình đang sử dụng nhá. Đấy, dòng này thì chân sẽ là chân đồng. Đấy, dòng ổ cắm chống va đập chống vỡ. Đấy, và chân của nó sẽ là chân dẹt và chân đồng luôn. Đó. Con này nói chung là chắc chắn lắm, dùng ok. Và bán rất là nhiều rồi. Bữa trước thì rất là nhiều bác đang mua nhiều hết hàng thì chưa mua được, thì hôm nay các bác tranh thủ mua luôn nhá. Đấy, số lượng thì có hạn và giá thì vẫn đang rất là bình ổn để phục vụ bác luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé. Lên mãi giúp em sẽ là sản phẩm là phích cắm chân dẹt này. Giá tại bên em đang bán một chiếc phích cắm chân dẹt này là đi 10k thôi. Chỉ có 10.000 nhá, 10k cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Chân sẽ là chân đồng và giá thì cũng rất là rẻ luôn, 10k một chiếc nhá. Đấy. Về là các bác cắm chuyên vào những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật là người ta hay dùng những cái chân dẹt, nên là nhiều khi là Việt Nam mình là cứ hay dùng cái chân tròn, nó khó cắn lắm. Thì các bác mua con này về các bác đấu với dây thì mình các bác cắm ổ điện Nhật là xong. Đấy, con này là về đấu dây là dùng nhá. 10.000 một chiếc nhá. Lên mã cho em sẽ là phích cắm chân dẹt. Đấy, phích cắm chân dẹt. Giá bên em đang bán sẽ là 10.000 một chiếc này. Chân sẽ là chân đồng nhá. Đấy, chân sẽ là chân đồng. Rất ok luôn. Giá hạt rẻ, rất dễ mua. 10k một chiếc nhá. Đó là cái đầu bắn tôn của Makita này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái đầu bắn tôn của Makita nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Makita Achi Japan này. Một cái vỉ này thì sẽ là 10 đầu. Đấy, và bên em sẽ bán theo cả vỉ và sẽ có bán lẻ nhá. Tùy nhu cầu, các bác có thể mua lẻ hoặc là mua cả vỉ. Đấy, lẻ thì bên em đang bán là 10.000 cho một mũi đầu bắn tôn lẻ nhá. 10.000 mũi. Đầu này của nó sẽ là đầu 8x42mm. Đấy, hàng của Makita rất chất lượng luôn, có nam châm từ tính hít đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, về các bác chỉ việc xài thôi. Chân sẽ là chân lục giác, chân phổ thông. Đấy, về các bác lắp vào máy móc nhà mình, máy khoan máy khiếc là ok. Chuyên dùng cho anh em thợ thuyền bắn tôn này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình rất ok luôn. Đấy, một vỉ này thì 10 một vỉ là 10 đầu. Đấy, 10 đầu với giá sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 90k nhá, 90k. Còn nếu các bác lấy lẻ một đầu. Đấy, một đầu thì sẽ là 10.000 các bác nhá. Một đầu là 10k. Đấy, còn là lấy lẻ lấy một cả vỉ 10 đầu này là 90k, còn lấy lẻ một đầu là 10k nhá. Thì đây, đó, cả một vỉ 10 đầu đây thì sẽ là 90.000. Hàng của Makita, còn lấy lẻ thì giá nó sẽ cao một chút, đấy là tùy nhu cầu. Dùng nhiều thì lấy cả vỉ, còn dùng ít thì lấy lẻ. Đấy, nói chung là nếu một cái mức giá này thì em khuyên các bác là nên mua cả vỉ về mà dùng. Đấy, vì giá nó rất là tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng luôn. Hàng của Makita, hàng xịn luôn đấy. Hàng bãi xịn luôn các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó.